Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 233. Lực lượng của đối phương rất khủng bố, cho dù là một người tu luyện ra đạo thể như hắn, cũng có chút không chịu nổi lực lượng của đối phương. Nhưng giờ phút này, hắn không còn đường lui. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, hắn xông về phía trước, chém một kiếm xuống. Hoán đổi kiếm. Một mảnh kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lại một lần nữa cả người và kiếm bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, con yêu thú kia đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất. Mặt đất lập tức sụp đổ, một lực lượng khủng bố phóng lên từ dưới lòng đất, đánh thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên híp mắt lại, người hắn run lên, trực tiếp phóng lên cao, ngay sau đó, Diệp Huyên đột nhiên hóa thành kiếm quang chém về phía con yêu thú kia. Yêu thú ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ khinh thường, vậy mà không hề trốn tránh. Kiếm chém xuống. Một mảnh kiếm quang vỡ tan, con yêu thú kia lập tức bị đẩy lui cả trăm trượng. Mà khi nó dừng lại, đầu nó đã bị nứt ra một lỗ, máu tươi chảy ra. Xa xa ba người đám Tiết Thanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Triệu Mộ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn là thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh. Nghe vậy, sắc mặt của Tiết Thanh và Lý Phong cũng trở nên rất khó coi. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Huyên chỉ là vô đạo cảnh, nhưng bọn họ thật không ngờ, Diệp Huyên thế nhưng lại là thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh. Đây không phải người bọn họ có thể trêu chọc. Lúc này, Triệu Mộ đột nhiên gần giọng nói, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của yêu thú kia. Hai người còn lại cũng vội gật đầu. Xa xa, sau khi bị một kiếm của Diệp Huyên chém bị thương, con kia yêu thú kia trở nên nóng nảy, nó đột nhiên ngửa đầu hét lên một tiếng giận dữ, ngay sau đó, nó thả người nhảy, lao đầu về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thấy yêu thú lao đến, híp mắt lại, huyết mạch chi lực trong cơ thể lập tức được kích hoạt, ngay sau đó, hắn chém mạnh một kiếm xuống. Suy! Không gian nơi kiếm đi qua lập tức bị đập tan, xé rách. Một người một thú, một lần nữa cứng rắn đối đầu. Ầm vang. Kiếm chém xuống, một mảnh kiếm quang đột nhiên bùng nổ từ trên đầu của yêu thú kia. Bịch. Trong nháy mắt, con yêu thú kia bị đánh bay xa gần nghìn trượng, nhưng Diệp Huyên cũng lùi đến mấy nghìn trượng. Mà khi yêu thú dừng lại, vô số kiếm nhân gian chém tới. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng. Xa xa, khóe miệng Diệp Huyên từ từ tràn ra một vệt máu tươi. Mặc dù hắn đã tu luyện ra đạo thể, nhưng là, thân thể vẫn không chịu nổi lực lượng của con yêu thú này. Thật sự là quá đáng sợ. Nếu không phải hắn đã tu luyện ra đạo thể, hắn căn bản không thể giao đấu với yêu thú, cú va chạm này của đối phương có thể phá tan tất cả. Diệp Huyên thầm nói trong lòng, tiểu bút. Huynh biết con yêu thú này không? Bút đại đạo trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, bút đại đạo có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân nhiều thuộc hạ như vậy, ta không thể đều biết hết được. Hơn nữa, cậu cũng biết, ta đã bị giam lại từ rất sớm. Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ nói, ta phục huynh rồi. Nói xong, hắn lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía yêu thú ở xa xa kia. Giờ phút này, còn yêu thú kia giống như đã bùng nổ cơn tức, mắt lộ ra hung quang, đột nhiên, nó hét lên giận dữ, trong nháy mắt, thời không xung quanh lập tức sục sôi. Diệp Huyên híp mắt lại, cái thứ này còn biết ma pháp. Lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên phun ra từ trong miệng yêu thú kia. Trong nháy mắt, thời không xung quanh vậy mà lại bốc cháy lên vào lúc này. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, mí mắt lập tức giật giật. Nó thật sự biết ma pháp. Không dám sơ suất, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, vô số kiếm ý nhân gian đổ vào trong kiếm Thanh Huyên, cùng lúc đó, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn cũng bắt đầu khởi động một cách điên cuồng, ngay sau đó, hắn đột nhiên xông lên phía trước, chém một kiếm xuống. Một kiếm dồn hết toàn lực. Suy. Một kiếm này chém xuống, hắc quang kia bị xé rách trong nháy mắt, nhưng mà thân thể Diệp Huyên cũng bị nứt ra tại một khắc này. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên trong lòng hoảng hốt, người hắn run lên, lùi mạnh về sau. Khi dừng lại, thân thể hắn vậy mà còn có ngọn lửa lờ mờ,
những ngọn lửa này còn đang điên cuồng ăn mòn thân thể hắn. Diệp Huyên thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn vội vàng thúc giục huyết mạch chi lực trong cơ thể. Cùng với huyết mạch chi lực trào ra, những ngọn lửa này liền bị xua ra. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía con yêu thú ở xa xa kia, mà giờ phút này, toàn thân con yêu thú lại tản ra ngọn lửa màu xanh thẫm. Diệp Huyên nhíu mày, tiểu bút, đây rốt cuộc là loại yêu thú gì? Bút đại đạo trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyên. Đúng lúc này, con yêu thú kia đột nhiên hướng về phía trước, trong nháy mắt một ngọn lửa nổ bắn ra. Xa xa, trong mắt Diệp Huyên hiện lên một tia dữ tợn, ai sợ ai. Nói xong, hắn cầm kiếm bay thẳng về phía yêu thú. Chiến. Không thể không nói, giờ phút này cơn tức của Diệp Huyên đã bốc lên rồi. Từ sau khi đột phá, hắn đã bao giờ phải chịu bực dọc như này. Đánh là xong, cứ như vậy, một người một thú trực tiếp đại chiến. Mà một bên, sắc mặt đám người Tiết Thanh càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp Huyên thế nhưng chiến đấu ngang tài ngang sức với yêu thú. Bọn họ biết rõ yêu thú kia mạnh đến mức nào, vô số năm qua, có rất nhiều cường giả thiên đạo cảnh muốn lên đạo sơn, cuối cùng đều bị yêu thú này xé xác, hoặc là mới đánh hai hiệp đã bỏ chạy. Mà người có thể đánh ngang tài ngang sức yêu thú giống như Diệp Huyên gần như không có, dù sao bọn họ chưa từng thấy. Lúc này, Tiết Thanh đột nhiên trầm giọng nói, yêu thú kia không giết nổi hắn. Đánh đến bây giờ, bọn họ xem như đã nhìn ra. Yêu thú kia căn bản không làm gì được Diệp Huyên. Tiết Thanh lại nói, nếu như người này thắng, ba người chúng ta chắc chắn sẽ phải chết. Nói xong, gã ta nhìn Triệu Mộ và Lý Phong, chúng ta phải nghĩ đường lui. Triệu Mộ trầm giọng nói, đường lui nào? Tiết Thanh nhìn Diệp Huyên ở xa xa, không nói lời nào. Xa xa, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Lần này Diệp Huyên không lựa chọn cứng rắn đối đầu với yêu thú, mà là đánh du kích. Bởi vì có kiếm Thanh Huyên, nên hắn có thể phá vỡ phòng ngự của yêu thú, vì thế, kiếm thương trên người yêu thú kia càng ngày càng nhiều, nhưng rất nhanh, sắc mặt Diệp Huyên cũng đã trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, con yêu thú này vậy mà có thể tự lành. Quả thật biến thái. Diệp Huyên cũng có hơi căm tức. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, đan dược mà đan thần luyện cho hắn rốt cuộc cũng được dùng vào lúc này. Thân thể không đủ, thì dùng đan dược. Cứ như vậy, một người một thú đánh từ sáng đến tối, sau đó lại đánh từ tối đến sáng. Mấy ngày sau, trận chiến vốn gần như ngang nhau biến thành Diệp Huyên dần dần chiếm thượng phong. Bởi vì huyết mạch phong ma của Diệp Huyên. Huyết mạch này chính là càng đánh càng mạnh, càng điên càng biến thái. Lúc đầu, Diệp Huyên còn có lý trí, nhưng là, đánh lâu rồi, hắn cũng bắt đầu điên cuồng. Kiếm phá vỡ. Lại qua một ngày. Phía chân trời, cùng với một luồng kiếm quang màu máu bùng nổ, con yêu thú kia bị một kiếm của Diệp Huyên chém bay xa đến nghìn trượng, yêu thú vừa mới dừng lại, đã lại là hơn 10 kiếm quang chém tới. Yêu thú lại bị lui nghìn trượng. Sau khi yêu thú dừng lại, nó đột nhiên hét một tiếng giận dữ, trong nháy mắt, vô số kiếm quang vỡ tan. Xa xa, Diệp Huyên cầm kiếm mà đứng, trong tay hắn, kiếm Thanh Huyên khẽ rung động. Giờ phút này Diệp Huyên cảm giác tay phải đã tê dần. Hoàn toàn tê dần rồi. Không thể không nói, con yêu thú này thật sự quá cứng. Nếu không phải kiếm Thanh kiếm, hắn ngay cả da của đối phương cũng không phá nổi. Xa xa, con yêu thú kia lúc này cũng bình tĩnh hơn chút, nó coi như là đã phát hiện ra. Con người trước mắt kia cũng không yếu như nó nghĩ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, nói chuyện. Nói chuyện. Yêu thú nhất thời trở nên dữ tợn, nó gầm lên giận dữ, sau đó lao thẳng về phía trước. Tiếp tục đánh. Nói chuyện. Trong từ điển của yêu thú, không có từ nói chuyện. Xem nhẹ sống chết, không phục liền đánh. Diệp Huyên nhìn thấy yêu thú lao đến lần nữa, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Muốn đánh thì đánh. Tiếp đến cùng. Rất nhanh, một người một thú lại đánh tiếp. Mà đám người Tiết Thanh đã biến mất. Bọn họ đương nhiên không dám ở lại chỗ này,
một khi Diệp Huyên chiến thắng yêu thú kia, hoặc là yêu thú chủ động rút lui, khi đó, ba người bọn họ sẽ hoàn toàn xong đời. Cứ như vậy, sau khi đánh gần 3 ngày 3 đêm, một người một thú đều là vết thương đầy người. Mà giờ phút này, một người một thú cũng đều dừng lại. Đều đánh mệt rồi. Yêu thú kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nó cũng không biết làm sao, bình thường không có cường giả loài người nào có thể đánh với nó lâu như vậy. Cho dù là cùng cấp bậc, cũng không thể đánh với nó lâu như thế. Nhưng là, người trước mặt không giống vậy. Thân thể của người này cũng rất lợi hại, quan trọng nhất là người trước mặt kia càng đánh càng mạnh. Xa xa, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, Kiếm Linh, có ở đó không? Một lát sau, Kiếm Linh nói, có. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta phải làm thế nào mới có thể đột phá huyết mạch của mình? Kiếm Linh nói, phương pháp có không ít, nhưng mà, đối với cậu mà nói, cách đơn giản và nhanh nhất chính là chiến đấu. Kích hoạt huyết mạch không ngừng chiến đấu. Chiến đấu. Diệp Huyên nói, chỉ cần chiến đấu là được. Kiếm Linh nói, đương nhiên không phải. Phải chiến đấu sống chết. Giữa sống và chết có thể kích thích tiềm năng của con người nhất, cũng có thể kích thích tiềm năng của huyết mạch của cậu. Diệp Huyên nói, có cách nào càng tắt hơn không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm Linh trầm lặng một lát, sau đó nói, có. Diệp Huyên vội vàng hỏi, cách gì? Kiếm Linh nói, cắn nuốt huyết mạch, cắn nuốt loại huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, lấy máu nuôi máu, cách này cũng có thể. Cắn nuốt huyết mạch. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta đi đâu tìm? Kiếm Linh nói, không biết. Diệp Huyên cạn lời. Kiếm Linh tiếp tục nói, ta nghĩ ra một người. Diệp Huyên vội vàng hỏi, ai? Kiếm Linh nói, huyết mạch của nhị nha. Huyết mạch của nàng ta siêu cấp lợi hại, nếu cậu cắn nuốt huyết mạch của nàng ta, sẽ tăng lên ít nhất 10 cấp bậc. Nghe vậy, mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm xuống. Cắn nuốt huyết mạch nhị nha. Trước tiên không nói cửa ải của cha, ngay cả nhị nha, hắn cũng không chắc có thể đánh lại. Kiếm Linh tiếp tục nói, ngoài huyết mạch của nhị nha, còn có huyết mạch của một người cũng rất cực phẩm. Diệp Huyên có chút tò mò, ai? Kiếm Linh nói, chủ nhân của ta, cũng chính là huyết mạch của cha cậu. Nếu cậu cắn nuốt huyết mạch của ông ấy, chúc mừng cậu sắp vô địch rồi. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói một người ta có thể đánh lại. Có được không? Kiếm Linh nói, cậu không cần nghĩ đến cái khác nữa. Huyết mạch chi đạo này cho dù có đường tắt, cũng chớ nên đi, tự mình nâng cao là thực tế nhất. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn thu hồi suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía yêu thú ở xa xa, giờ phút này, yêu thú kia cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt yêu thú lộ ra hung quang, toàn thân tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, chỉ riêng hơi thở này đã đủ khiến cho rất nhiều cường giả lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì huyết mạch của yêu thú bình thường đều không đơn giản, đương nhiên, uy áp huyết mạch của nó tất nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng nào với Diệp Huyên. Về phương diện huyết mạch, ngay cả nhị nha cũng không áp chế được Diệp Huyên. Diệp Huyên cảm nhận bên trong cơ thể, như lời Kiếm Linh nói, chiến đấu quả thật có thể làm tăng lên huyết mạch của mình. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày chỉ chăm chăm vào việc ra vẻ, đều không nghiêm túc chiến đấu, thật sự là không nên. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói, tiếp tục. Nói xong, hắn liền lập tức xông lên. Vèo, một sợi kiếm quang từ giữa chiến trường xé rách mà qua. Xa xa, còn yêu thú kia nhìn thấy Diệp Huyên động thủ, gương mặt lập tức trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, nó liền xông ra ngoài. Rất nhanh, một người một thú lại chiến đấu với nhau. Điều đáng nói là, một người một thú này đánh rất kịch liệt, thời không xung quanh không ngừng bị mai một. Nhưng không bao lâu sau, lại khôi phục bình thường. Tại đây, kiếm quang răng khắp nơi. Cứ như vậy, một người một thú lại chiến đấu mấy ngày, mà Diệp Huyên đã dần dần áp chế con yêu thú kia. Không chỉ như thế, huyết mạch chi lực của Diệp Huyên cũng đang không ngừng tăng lên, điều này làm cho sức chiến đấu của Diệp Huyên cũng là càng ngày càng mạnh. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại. Hắn của lúc này, thân thể đã nứt ra vô số vết thương. Máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn có thể làm yêu thú kia bị thương, mà yêu thú kia cũng có thể làm hắn bị thương.
Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía yêu thú ở xa xa, yêu thú kia cũng đang nhìn chằm chằm hắn, trên cơ thể yêu thú cũng dày đặc vết kiếm. Tuy rằng yêu thú có năng lực tự lành, nhưng là, kiếm của Diệp Huyên rất nhanh, rất sắc bén, một vết thương chưa lành, một vết khác đã xuất hiện, bởi vậy, yêu thú căn bản không khôi phục kịp. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên nói, loài người, người còn đánh nữa không? Diệp Huyên nhíu mày, người biết nói. Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rất lạ sao? Diệp Huyên nói, cũng không hẳn, nói, xưng hô như thế nào? Yêu thú mặt không chút biểu cảm, người hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi còn đánh nữa không? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, xem ngươi, ngươi đánh, thì ta đánh. Yêu thú cả giận nói, xem ngươi, ngươi đánh, thì ta đánh. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vì sao ngươi đánh ta? Yêu thú nói, nơi đây là cấm địa, người ngoài không được bước vào. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta không phải người ngoài, ta là người một nhà. Yêu thú nhíu mày, ngươi cũng là yêu thú. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, ta không phải yêu thú. Ngươi có phải là thuộc hạ của chủ nhân bút đại đạo không? Yêu thú khẽ gật đầu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, bút đại đạo xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi có biết chiếc bút này không? Yêu thú lắc đầu. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đây chính là bút đại đạo. Bút đại đạo. Yêu thú nghe thấy lời Diệp Huyên nói, nhất thời nhíu mày, hình như từng nghe nói qua. Mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm xuống, tiểu bút, huynh có thể cho ta biết, ở chỗ chủ nhân của các huynh, huynh rốt cuộc có địa vị như thế nào không? Bút đại đạo nói, dưới một người, trên vạn người. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Bút đại đạo trầm giọng nói, cậu nghĩ xem, một huyện lệnh nhỏ ở vùng xa xôi, hắn có thể quen biết tổng quản đại nội trong cung không? Diệp Huyên trầm giọng nói như vậy, là thân phận của huynh quá cao. Mà cấp bậc của bọn họ quá thấp. Bút đại đạo nói, cậu có thể cho là như vậy. Diệp Huyên suy nghĩ, đang muốn nói chuyện, lúc này, xa xa con yêu thú kia đột nhiên nói, loài người, nếu ngươi không tiếp tục đánh nữa. Vậy ta trở về nghỉ ngơi đây. Nói xong, nó xoay người bước đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta có thể đi lên theo ngươi không? Yêu thú liền nói ngay, không được. Diệp Huyên dương cao bút đại đạo trong tay, sau đó nói, người một nhà. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó lắc lắc cái đuôi, người một nhà a. Nói xong, cũng không quay đầu lại biến mất ở xa xa. Mẹ kiếp! Diệp Huyên nhìn yêu thú ở xa xa, gương mặt ngơ ngác, nó có ý gì? Bút đại đạo trầm giọng nói, con yêu thú này ít nhất cũng là thiên đạo cảnh đỉnh cao, hơn nữa, ngươi không cảm nhận ra sao? Phía xa còn có hơi thở càng mạnh hơn. Hơi thở càng mạnh hơn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, hắn có thể cảm nhận được, đỉnh núi còn có một hơi thở không rõ ràng nhưng mạnh mẽ. Còn mạnh hơn so với yêu thú kia. Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, lông mày nhíu chặt lại. Nơi này, quả thật không đơn giản. Bút đại đạo tiếp tục nói, chủ nhân đã từng đến nơi này, nhưng là, sau này không hề đến nữa. Nhất định là có nguyên nhân. Diệp Huyên nói, trước tiên mặc kệ cái này đã. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó bắt đầu chữa thương. Một trận chiến vừa rồi với yêu thú, toàn thân hắn đều là vết thương, đương nhiên, cũng chiến đấu rất sảng khoái. Hắn đã rất lâu không chiến đấu sướng như vậy rồi. Thật sự sảng khoái. Ước chừng sau nửa canh giờ, những vết thương của Diệp Huyên đã hoàn toàn khôi phục. Hắn không đi tìm yêu thú kia nữa, mà xoay người đi tìm đám người Tiết Thanh. Chuyện mấy người này ngầm hại hắn, hắn đương nhiên không quên. Rất nhanh, Diệp Huyên cau mày lại, bởi vì hắn phát hiện, ba người đám Tiết Thanh đã rời khỏi cõi hư vô rồi. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Nơi nào đó trong hư không, Tiết Thanh đang ngồi xếp bằng trong tinh không đột nhiên mở hai mắt, gã ta nhìn về phía xa xa, Diệp Huyên cầm kiếm đi tới. Tiết Thanh nhìn Diệp Huyên, chúng ta xin lỗi, có được không? Diệp Huyên cười nói, ngây thơ như vậy sao? Tiết Thanh vẻ mặt bình tĩnh, nơi này không phải cõi hư vô. Diệp Huyên khẽ gật đầu, rồi sao? Tiết Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ngươi ra tay, ba người chúng ta nhất định sẽ toàn lực ra tay, khi đó, sẽ dẫn tới thiên đạo trừng phạt.
mọi người cá chết lưới rách. Diệp Huyên cười nói, hóa ra ngươi là có chủ ý này. Tiết Thanh gần giọng nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tiết Thanh đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, một luồng khí đáng sợ phóng lên cao từ trong tay gã ta. Ầm. Trong chốc lát, cả ngân hà lập tức sôi trào. Lực lượng của một vị bá chủ viễn cổ, nó thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Tiết Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đã không sợ chết, vậy thì mọi người cùng cá chết lưới rách. Diệp Huyên gật đầu, được. Đúng lúc này, bên trong tinh không đột nhiên xuất hiện một hơi thở khủng bố, rất nhanh, một con mắt khổng lồ xuất hiện trên đầu mọi người. Người đến chính là Triệu Thiên Đạo. Ba người đám Tiết Thanh nhìn thấy con mắt kia, sắc mặt lập tức đều tái nhợt. Tiết Thanh nhìn về phía Diệp Huyên, điên cuồng nói, mọi người cùng nhau chết đi. Lúc này, Triệu Thiên Đạo đột nhiên nói, Diệp Thiếu, sao cậu lại ở đây? Diệp Thiếu. Ba người đám Tiết Thanh sững sờ. Diệp Huyên cười nói, Triệu Huynh, không ngờ tới, lại gặp mặt rồi. Ba người Tiết Thanh nghe thấy lời Diệp Huyên nói, trực tiếp cứng người tại chỗ. Quen biết. Diệp Huyên này thế nhưng quen biết Thiên Đạo. Phía chân trời, Triệu Thiên Đạo nhìn thoáng qua ba người đám Tiết Thanh, cậu quen bọn họ à? Diệp Huyên chớp chớp mắt, bọn họ muốn giết ta. Nghe vậy, Triệu Thiên Đạo ngây cả người, sau đó nói, vậy để ta giúp cậu giải quyết bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng làm trái với trật tự. Nói xong, một hơi thở khủng bố trói chặt ba người Tiết Thanh. Tiết Thanh nhất thời giận tím mặt, hắn là Thiên Đạo cảnh, còn động thủ ở bên ngoài, người sao có thể vì tình riêng mà trái pháp luật. Diệp Huyên nhún vai, ta không có động thủ. Diệp Tiết Thanh sửng sốt. Triệu Thiên Đạo đột nhiên nói, chứ nói Diệp Thiếu không hề động thủ, ngay cả có động thủ rồi thì làm sao? Tiết Thanh nhìn chằm chằm Triệu Thiên Đạo, người làm Thiên Đạo, làm người bảo vệ trật tự, sao có thể nói những lời này? Chẳng là ngươi không sợ bị trời phạt sao? Nói xong, gã ta liền dừng lại. Mẹ ơi! Bản thân người này chính là Thiên Đạo, ai đến trừng phạt gã ta? Lúc này, Diệp Huyên ở một bên đột nhiên nói, ngươi không cần nói hiên ngang lẫm liệt như vậy. Ở cõi hư vô, người hãm hại ta, người sợ ta trả thù, sau đó dẫn dụ ta tới đây, muốn mượn tay Thiên Đạo giết ta, mà bây giờ, người còn làm ra vẻ người bị hại, sao người có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Tiết Thanh nhìn về phía Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên lắc đầu, lười nói mấy lời vô nghĩa với ngươi. Nói xong, hắn nâng tay chính là một kiếm. Suy! Một kiếm này chém ra, đầu của Tiết Thanh ngay lập tức bay ra ngoài. Triệu Mộ và Lý Phong ở một bên nhìn thấy một màn này, trực tiếp bị dọa sợ ngây ngốc tại chỗ. Giết trong nháy mắt. Triệu Mộ vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, run giọng nói, Diệp công tử, hai chúng ta biết sai rồi, mong Diệp công tử giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyên lắc đầu, nếu như ở cõi hư vô, các ngươi nhận sai, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, nhưng bây giờ. Nói xong, hắn chém một kiếm ra. Suy suy. Trong nháy mắt, Triệu Mộ và Lý Phong đã bị chém giết. Diệp Huyên thu hồi kiếm, sau đó nhìn về phía Triệu Thiên Đạo, cười nói, Triệu Huynh, ta còn có việc, chúng ta lần sau nói chuyện. Triệu Thiên Đạo đột nhiên nói, cậu muốn đến cõi hư vô. Diệp Huyên gật đầu. Triệu Thiên Đạo trầm giọng nói, nơi đó rất nguy hiểm, cậu phải cẩn thận. Diệp Huyên nhíu mày, rất nguy hiểm. Triệu Thiên Đạo gật đầu, chúng ta bị nghiêm lệnh cấm đặt chân đến đó, cậu nhất định phải cẩn thận. Diệp Huyên trầm giọng nói, Triệu Huynh có biết ở nơi đó có gì không? Triệu Thiên Đạo lắc đầu, không biết. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Triệu Thiên Đạo khẽ gật đầu, Diệp Huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, nó liền biến mất trong tinh không. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cõi hư vô. Nhẹ giọng nói, xem ra, nơi này thật sự không đơn giản. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cách đó không xa. Không lâu sau, Diệp Huyên lần nữa đến dưới chân núi Đạo Sơn, mà lúc này, hắn ngây người, bởi vì hắn đã gặp được ba người ở dưới chân núi. Vô Biên Chủ. Rốt cục cũng tìm được người này. Ba người bọn Vô Biên Chủ nhìn thấy Diệp Huyên, cũng có hơi bất ngờ.
Diệp Huyên vội vàng đi tới, cười nói, Vô Biên chủ, đã lâu không gặp. Vô Biên chủ lạnh nhạt nói, đừng nhiệt tình như vậy, quan hệ giữa chúng ta hình như không tốt như vậy. Diệp Huyên cười nói, Vô Biên, lần này ta đến là vì muốn tìm ông cùng mưu đồ đại sự. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải ngươi đang muốn lợi dụng ta không? Biểu cảm Diệp Huyên cứng đờ. Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên, mặc dù ta biết ngươi muốn lợi dụng ta nhưng ta vẫn rất tò mò đại sự mà ngươi nói, nào, nói ta nghe thử đi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, đánh pháp giới. Pháp giới? Vô Biên chủ nghe nói thì cho mày, bọn họ đã chọc giận ngươi sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, có chút chuyện không vui xảy ra. Vô Biên chủ im lặng một lúc rồi nói, ta không có hứng thú. Ông ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, thật sự không có hứng thú sao? Vô Biên chủ bỗng dừng lại, quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, nếu ngươi thật sự muốn tiêu diệt pháp giới thì ngươi không cần phải đến tìm ta. Ta nói cho ngươi biết một cách vô cùng đơn giản, đó là trực tiếp đi tìm muội muội ngươi. Hãy tin ta, chỉ cần muội muội ngươi ra tay thì nhất định sẽ không còn pháp giới nữa. Nhưng nếu như ngươi không định nhờ muội muội ngươi thì ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không thể diệt được pháp giới đâu, dù có thêm ta thì cũng vậy. Diệp Huyên hạ giọng nói, chúng ta liên thủ cũng không được sao? Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi mạnh như ta thì chúng ta liên thủ sẽ là việc rất đơn giản. Nhưng ngươi chẳng qua chỉ là thiên đạo cảnh nhỏ nhoi, nếu ta dẫn theo ngươi đi diệt pháp giới thì chẳng khác gì dắt theo một cục nợ, hiểu không? Diệp Huyên tối sầm mặt, cái gì mà thiên đạo cảnh nhỏ nhoi? Cả chư thiên có được mấy thiên đạo cảnh chứ? Vô Biên chủ lắc đầu, còn dám nói nhìn khắp chư thiên, chỉ ở vũ trụ tứ phương này thôi thì thiên đạo cảnh đã không là gì rồi. Diệp Huyên chau mày, vũ trụ tứ phương. Vô Biên chủ thở dài, đến vũ trụ tứ phương cũng không biết mà ngươi còn dám đòi đi diệt pháp giới, ai cho ngươi dũng khí đó thế? Muội muội ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu. Vô Biên chủ im lặng. Má! Địch! Diệp Huyên hạ giọng nói, ông có muốn diệt pháp giới không? Vô Biên chủ liếc nhìn Diệp Huyên, không muốn. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Vô Biên, ta thấy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Vô Biên lắc đầu, nếu ngươi gọi thêm muội muội ngươi thì chúng ta có thể hợp tác. Còn nếu chỉ có mình ngươi thì xin lỗi, ta không muốn hợp tác với ngươi, vì khi đánh pháp giới, ngoài cái miệng ra, ngươi chẳng giúp được gì cả. Diệp Huyên vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Vô Biên đã quay đi mất. Diệp Huyên vội chạy theo. Tăng Vô nhìn thấy Diệp Huyên thì chắp tay chữ thập, mỉm cười. Thần Minh dự một lúc rồi cũng chắp tay lại, xem như chào hỏi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, chào hai vị tiền bối. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Vô Biên, theo ta được biết, ông và pháp giới từng có khúc mắc với nhau, đúng không? Vô Biên chủ lạnh lùng đáp, chùm dựa dẫm, vẫn là câu nói đó, nếu ngươi thật sự muốn diệt pháp giới thì hãy nhờ muội muội ngươi, chỉ một kiếm là xong chuyện. Diệp Huyên hạ giọng đáp, ta không muốn phiền đến muội ấy chỉ vì những chuyện nhỏ thế này. Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên. Vậy thì ngươi đừng sinh sự với pháp giới. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, với thực lực bây giờ của ta vẫn chưa đủ sức đối diện với pháp giới sao? Vô Biên chủ dừng lại, quay sang nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi dám đảm bảo có đánh chết cũng không gọi muội muội ngươi đến thì bây giờ ta có thể cho ngươi biết rốt cuộc bây giờ ngươi yếu kém đến mức nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi, ta cho ngươi tự chọn hai đối thủ, ngươi xem họ có thể đánh chết ngươi không? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta đã rất nỗ lực rồi. Vô Biên chủ lạnh lùng đáp, có rất nhiều người còn nỗ lực hơn cả ngươi, nhưng không phải ai cũng có thể là vô địch vũ trụ. Ta sống lâu vậy rồi, cũng từng là người của thiên mệnh, vô địch thời đó, nhưng chẳng phải cũng đánh không lại muội muội ngươi đó sao? Diệp Huyên thở dài. Vô Biên chủ đột nhiên hỏi, sao ngươi và pháp giới lại đánh nhau? Diệp Huyên kể hết đầu đuôi câu chuyện một lượt. Diệp Huyên nói xong thì Vô Biên chủ chau mày, bút đại đạo nói ngươi là người thừa kế được chủ nhân của nó lựa chọn hả? Diệp Huyên gật đầu. Vô Biên chủ im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, nói chẳng phải ta muốn xây dựng lại trật tự hoàn toàn mới sao? Vậy là bút đại đạo đã chịu theo ta. Vẻ mặt Vô Biên chủ đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Diệp Huyên thấy vẻ mặt của Vô Biên Chủ thì tò mò hỏi, sao thế? Vô Biên Chủ lắc đầu, ta không biết ngươi có phải là người nó chọn không, nhưng ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, đó là bút đại đạo đã không còn là bút đại đạo trước đây nữa rồi. Diệp Huyên nghe thấy vậy thì ngây ra. Vô Biên Chủ mỉm cười, nói một cách đơn giản, bút đại đạo đã bị xã hội đào thải, đúng là nó đã từng dưới một người trên vạn người nhưng sau đó nó đã dần bị đào thải. Diệp Huyên hơi thắc mắc, hỏi, nghĩa là sao? Vô Biên Chủ liếc nhìn ngực Diệp Huyên rồi nói, chẳng phải nó đang nằm trong cơ thể ngươi sao? Để tự nó nói với ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, thôi vậy. Vô Biên Chủ nói, không muốn biết nữa sao? Diệp Huyên lắc đầu, không quan trọng, quan trọng là bây giờ nó đi theo ta và giúp đỡ ta. Vô Biên Chủ im lặng một lúc rồi nói, pháp giới nắm giữ pháp tắc của vô số vũ trụ, một cơ quan quan trọng, không phải là nơi mà ngươi có thể tiêu diệt. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn diệt thì chỉ có một cách, đấy là gọi muội muội ngươi. Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ, năm xưa lúc ông diệt pháp giới, là chủ nhân của bút đại đạo đã ngăn cản ông sao? Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, nếu chủ nhân bút đại đạo không ngăn cản ông thì ông có thể diệt được bọn họ không? Vô Biên Chủ suy nghĩ rồi nói, có lẽ không thành vấn đề. Có lẽ. Diệp Huyên im lặng. Rõ ràng dù cho chủ nhân bút đại đạo không ra tay thì Vô Biên Chủ cũng không chắc chắn mình có thể diệt được pháp giới. Vô Biên Chủ lại nói, pháp giới không đơn giản như người nghĩ đâu, nơi đó có trận pháp cực mạnh được chủ nhân bút đại đạo để lại, uy lực của trận pháp đó không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Diệp Huyên hạ giọng nói, Vô Biên, ông hiểu biết rộng, có thể nói cho ta biết thái độ của chủ nhân bút đại đạo với ta không? Vô Biên Chủ im lặng một lúc rồi nói, thái độ của ông ta đối với ngươi không quan trọng, quan trọng là bản thân ngươi nhìn nhận về bản thân mình thế nào. Diệp Huyên nhìn Vô Biên khẽ nói, ngươi khác với những người khác, nếu như là người khác thì không thể không coi trọng cách nhìn của ông ta, nhưng ngươi thì khác, vì dù ngươi không quan tâm đến ông ta thì ông ta cũng chả làm gì được ngươi. Ngươi thuộc kiểu gì chứ? Ngươi thuộc kiểu thực lực chưa bằng ai nhưng định mệnh đã hơn người rồi. Chủ nhân bút đại đạo đã không thể làm gì được ngươi nữa. Diệp Huyên im lặng. Vô Biên tiếp tục nói, còn về pháp giới thì ngươi càng không cần phải sợ bọn họ. Đến cả ta ngươi còn không sợ thì ngươi sợ bọn họ làm gì? Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, ít ra ông cũng không ngu ngốc động đến ta, nhưng bọn họ thì không. Vô Biên im lặng một lúc rồi nói, ngươi biết không? Trước khi muội muội ngươi xuất hiện thì vũ trụ Vô Biên này là một vũ trụ nhất thống. Ý của ta là lúc đó, tất cả mọi người đều tôn chủ nhân bút đại đạo làm chủ, mà chủ nhân bút đại đạo cũng thật sự đã xây dựng nên được một trật tự hoàn toàn mới. Nhưng trật tự đó cần có người gìn giữ, vì vậy chủ nhân bút đại đạo đã xây dựng nên một thế lực lớn mạnh, thế lực này gọi là đạo môn. Những pháp tắc, đạo tắc, thiên đạo mà ngươi nhìn thấy bây giờ đều thuộc thế lực đó, bao gồm cả bút đại đạo cũng vậy. Chính vì không có kẻ địch nên nội bộ đạo môn xảy ra mâu thuẫn, chia ra làm hai phái. Một phái là thân tín của chủ nhân bút đại đạo, phái còn lại đang tiếp cận chủ nhân bút đại đạo, muốn có được sự tín nhiệm của ông ta. Thế là hai phái tranh đấu với nhau. Ông ta vừa nói vừa lắc đầu, đấy vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất là lợi ích, chẳng hạn như pháp tắc, mỗi pháp tắc trấn thủ một phương, nhưng nó vẫn có thể nâng cấp. Thế là nó sẽ nghĩ cách để nâng cấp bản thân, mà muốn nâng cấp thì đương nhiên phải cần tài nguyên, cũng tức là mấy pháp tắc, đạo tắc. Thiên đạo đó sẽ dần bắt đầu tranh giành lợi ích cho bản thân. Vốn dĩ chức trách của chúng là bảo vệ lợi ích cho thế giới nhưng khi chúng bắt đầu tranh giành lợi ích với chúng sinh thì... Ông ta nói đến đây thì nhìn sang Diệp Huyên, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyên gật đầu. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, nếu ngươi muốn lập lại trật tự hoàn toàn mới thì khoan hẵng nói đến việc thách thức trật tự của đạo môn, có một vấn đề ngươi không thể nào giải quyết, đó là sau khi ngươi lập ra được trật tự mới. Ngươi có thể đảm bảo sau này trật tự đó vẫn ổn không? Diệp Huyên im lặng. Vô Biên Chủ lại nói, ngươi không cách nào đảm bảo. Vì người khác không phải là ngươi, hơn nữa, ngươi tu luyện cái gì cũng có muội muội ngươi, nhưng người khác thì sao? Ngươi có thể không quan tâm đến lợi ích cá nhân nhưng người khác thì không thể. Nếu ta đoán không nhầm, sở dĩ bây giờ có nhiều người theo ngươi, giúp đỡ ngươi đến vậy chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích thôi đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Vô Biên Chủ mỉm cười, nói, nếu không có lợi ích thì họ có giúp ngươi không?
Diệp Huyên im lặng. Vô Biên Chủ mỉm cười, nói, hay nói cách khác, đến lúc nào đó, lợi ích mà ngươi đem lại không đủ thỏa mãn họ thì họ có còn tuân thủ trật tự của ngươi như bây giờ nữa không? Diệp Huyên nhìn Vô Biên, vì vậy, chúng ta nên làm ngơ với vũ trụ hỗn loạn này sao? Vô Biên mỉm cười, nói, ngươi đừng dùng đạo đức chỉ trích ta, ta không nói ngươi sai khi ngươi muốn xây dựng trật tự mới, ta chỉ là nói cho ngươi biết một số vấn đề, chỉ có vậy thôi. Về phần ta, ai cũng có lựa chọn cho riêng mình, chẳng phải sao? Diệp Huyên gật đầu, ông nói không sai. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, muốn xây dựng một trật tự hoàn toàn mới và một thế lực vô địch. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu ngươi không nhờ muội muội ngươi khống chế nhân quả, thì hôm nay ngươi sẽ phải chết ở đây. Diệp Huyên lắc đầu, ông sai rồi. Vô Biên chau mày, không tin sao? Diệp Huyên bình thản đáp, không có muội muội thì còn có cha ta thì ai dám làm gì ta? Vô Biên im lặng một lúc, nói, nếu ngươi nói chuyện kiểu đó thì ta chẳng còn gì để nói nữa. Ông ta nói xong thì quay lưng đi lên núi. Thần Minh và Tăng Vô vội đi theo. Đúng lúc đó, một con yêu thú đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người họ. Con yêu thú đó là con yêu thú đánh nhau với Diệp Huyên trước đó. Vô Biên Chủ liếc nhìn con yêu thú rồi dắt theo Thần Minh và Tăng Vô đi lên núi. Con yêu thú nhìn Vô Biên, sau đó lùi sang một bên, không cản đường. Còn Diệp Huyên thì vội chạy theo, nhưng lúc đó con yêu thú lại chặn ngay trước mặt hắn. Diệp Huyên chau mày, làm gì thế? Con yêu thú nhìn Diệp Huyên, ngươi không thể lên đó. Diệp Huyên hơi thắc mắc, tại sao bọn họ lên được còn ta thì không? Yêu thú im lặng một lúc rồi nói, ta đánh không lại ông ta, nếu không để ông ta lên thì có thể ông ta sẽ đánh chết ta, ngươi nói xem ta có nên để ông ta đi không? Địch! Diệp Huyên liền thấy bị sỉ nhục, có phải ngươi nghĩ ta không thể đánh chết ngươi không? Yêu thú gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên, có thể nhẫn, nhưng không thể nhục. Nghe thấy lời của yêu thú, Diệp Huyên giận không kìm nổi, hắn lập tức mở bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên biến mất khỏi nơi này. Vèo. Một sợi kiếm quang xé không bay ra. Nơi xa, trong mắt yêu thú kia cũng lóe vẻ hung ác, nó lại xông ra lần nữa. Sau lần trước đó, nó luôn muốn đánh thêm một trận với Diệp Huyên. Diệp Huyên có thể tăng cao thực lực bản thân thông qua chiến đấu, nó cũng như vậy. Mà sau trận chiến với Diệp Huyên lần trước, nó đã nhận được thu hoạch rất lớn, bởi vậy, lần này nó vẫn muốn đánh tiếp một trận. Tốc độ của Diệp Huyên rất nhanh, trong chớp mắt đã xông đến trước mặt yêu thú, không một lời thừa thãi, hắn bỗng chém xuống một kiếm. Mà trong chớp mắt này, hắn cũng dứt khoát thúc giục huyết mạch chi lực. Với sự giúp sức của huyết mạch chi lực, uy lực trong kiếm của Diệp Huyên lập tức tăng vọt. Yêu thú cũng không cam lòng yếu kém, trực tiếp đánh về phía Diệp Huyên. Một người một yêu cứng rắn va chạm. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ vang dội, một người một yêu đồng thời lùi về phía sau. Mà trong quá trình lui lại, Diệp Huyên giơ ngón tay ra, trong nháy mắt, vô số kiếm quang chém về phía yêu thú. Nơi xa, yêu thú kia đột nhiên rít lên một tiếng, vuốt phải chợt vồ về phía trước, một luồng hắc quang tuôn trào ra ngoài. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc đã nổ tung, thời không bị chôn vùi. Lúc này, Diệp Huyên đã dừng lại, nhưng ngay sau đó, người hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang xông đến trước mặt yêu thú. Nhìn thấy Diệp Huyên xông tới, yêu thú kia cũng không sợ, xông lên nghênh đón trực diện. Lần nữa cứng rắn va chạm. Quỳnh. Một vùng kiếm quang đột nhiên bao trùm xuống, trên đầu yêu thú xuất hiện một vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng mà, Diệp Huyên cũng bị đụng bay ra ngoài. Mà trong nháy mắt Diệp Huyên bay ra ngoài, vô số kiếm quang lại bao phủ yêu thú kia. Nơi lưng chừng núi, ba người Vô Biên Chủ cũng không rời đi. Ba người đang quan sát cuộc chiến ác liệt của Diệp Huyên và yêu thú. Tăng Vô khẽ nói, thực lực của Diệp công tử này rất khủng bố, Thần Minh gật đầu đồng ý. Vô Biên Chủ thản nhiên nói, tốc độ thăng cấp quả thật khá nhanh. Hẳn là bật hack rồi. Hai người Tăng Vô. Quỳnh. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang dội. Trong ánh mắt của ba người,
Diệp Huyên lại bị yêu thú kia đánh lui, nhưng mà, yêu thú kia còn thảm hại hơn, trên đầu của nó hằn sâu một vết kiếm. Bây giờ Diệp Huyên đã thông minh hơn. Chỉ chém một chỗ. Thế là, vết nứt trên đầu yêu thú càng ngày càng lớn, lúc này đã có thể thấy được xương trắng lộ ra. Cứ tiếp tục chém như vậy, e rằng đầu cũng bị Diệp Huyên chém thành hai nửa. Rõ ràng yêu thú cũng nhận ra điều này, không cứng rắn chống đỡ nữa, mà bắt đầu đánh du kích với Diệp Huyên. Nhưng mà tốc độ của nó chậm hơn Diệp Huyên rất nhiều. Đáng nói chính là, Diệp Huyên lại kích hoạt huyết mạch phong ma của bản thân, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Nơi xa, Tăng Vô bỗng trầm giọng nói, huyết mạch này của Diệp công tử quả thật không tầm thường. Vô Biên Chủ liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đúng là không tầm thường. Nhưng mà, kiếm ý kia của hắn mới là đáng sợ nhất. Kiếm ý. Thần Minh nhìn về phía Vô Biên, ông ta hơi do dự, sau đó nói, kiếm ý này của hắn quả thật không tầm thường, nhưng cũng không nhìn ra lợi hại bao nhiêu. Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, không thể nhìn bề ngoài. Kiếm ý này của hắn là tín ngưỡng chi lực, bây giờ uy lực quả thật không phải rất mạnh, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, uy lực trong kiếm ý này của hắn càng ngày càng mạnh, hơn nữa, tốc độ uy lực kiếm ý tăng lên còn nhanh hơn tốc độ huyết mạch tăng lên. Hai người lại nhìn về phía Diệp Huyên, ngay sau đó, hai người đưa mắt nhìn nhau, đúng như Vô Biên Chủ nói, kiếm ý của Diệp Huyên quả thật đang không ngừng mạnh lên. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, nhưng quan trọng nhất không phải uy lực này. Mà là kiếm ý này đại diện cho kiếm đạo của hắn, tín lưỡng chi lực vô cùng vô tận nói lên kiếm đạo của hắn không có giới hạn cao nhất, nếu có một ngày, hắn thật sự thiết lập trật tự lên toàn bộ vũ trụ, khi đó, uy lực trong một kiếm của hắn sẽ đại diện cho uy lực trong toàn bộ vũ trụ. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tăng Vô bất chợt nói ra, chủ nhân bút đại đạo sẽ ngăn cản hắn chứ? Suy cho cùng, nếu như hắn thành lập trật tự mới, vậy trật tự của chủ nhân bút đại đại phải làm sao bây giờ? Vô Biên Chủ im lặng. Thần Minh cũng nói, mặc dù trật tự của chủ nhân bút đại đạo đã lạc hậu, còn hơi rối ren, nhưng mà... Nói xong, ông ta thoáng nhìn xung quanh, dường như đang kiêng kỵ cái gì, không nói tiếp nữa. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Thần Minh, ở cùng Vô Biên, ông còn sợ cái gì? Có gì thì nói đó thôi, có Vô Biên ở đây. Người nào dám động vào chúng ta? Mặt Thần Minh đen lại. Mẹ nó! Sao hòa thượng này càng ngày càng giỏi nịnh bợ vậy? Vô Biên Chủ thoáng nhìn Tăng Vô, sau đó nói, chủ nhân bút đại đạo không tán thành Diệp Huyên, nhưng cũng không ngăn cản Diệp Huyên. Tăng Vô trầm giọng nói, vậy ý của y là gì? Vô Biên Chủ nhún vai, không biết. Tăng Vô sững người, sau đó nói, ông cũng không biết. Vô Biên Chủ thản nhiên trả lời, có hai khả năng, thứ nhất, y ngầm cho phép Diệp Huyên, thứ hai, y không xem trọng Diệp Huyên. Dù sao, muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới cũng không phải chuyện đơn giản. Với thực lực hiện giờ của Diệp Huyên, rõ ràng là vẫn chưa đủ. Đương nhiên, trước mắt hắn là người có tiềm lực nhất, ngoài hắn ra, người khác muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới, căn bản là chuyện không thể nào. Tăng Vô trầm giọng nói, liệu có phải y không cho phép? Nhưng cũng không làm gì được Diệp công tử. Vô Biên Chủ im lặng. Tăng Vô còn muốn nói điều gì, Vô Biên đột nhiên nhìn lão ta, hai người các ngươi đó, ngay cả đại đạo còn không động được đến, quan tâm đến chuyện tồn vong của vũ trụ làm cái gì. Tăng Vô cười ngượng ngập, tò mò. Vô Biên Chủ lắc đầu, cho dù là Kháo Sơn Vương hay là chủ nhân bút đại đạo, chuyện giữa bọn họ đều không phải chuyện mà người ngoài có thể nhúng tay. Một người là Kháo Sơn Vương. Một người là người lập ra trật tự hiện giờ, người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay, hiểu không? Tăng Vô trầm giọng nói, ông sẽ đứng về bên nào? Vô Biên Chủ lườm Tăng Vô một cái, người thấy ta giống như ăn nhiều rảnh rỗi lắm sao? Tăng Vô khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên đang chiến đấu với yêu thú ở nơi xa, thản nhiên nói, hắn muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới không phải là chuyện xấu. Nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt. Từ xưa đến nay, ai mà không phải từ thiếu niên đồ long biến thành ác long. Cho dù hắn thật sự thành công lập ra một trật tự hoàn toàn mới, nhưng người nào dám đảm bảo, một ngày nào đó trong tương lai sẽ không có thiếu niên giống như Diệp Huyên, tuyên bố muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, từ xưa tới nay,
Vũ trụ cần trật tự, nhưng không có trật tự nào là mãi mãi, bất kỳ trật tự nào cũng chỉ thoảng qua như mây khói, sau đó bị trật tự mới thay thế. Cho nên, đối với ta thì, bản thân sống tốt là được rồi. Tăng Vô khẽ thở dài, đúng là như vậy. Thần Minh bỗng nói ra, ta cảm thấy, chúng ta đã bỏ quên một vấn đề, đó chính là, muốn thành lập một trật tự mới, vậy phải đánh bại Kháo Sơn Vương và chỗ dựa sau lưng hắn. Vô Biên im lặng một lúc lâu mới nói, người nói kiểu này, vậy cũng chỉ có thể chờ người bật hack mới thôi. Có thể đánh bại người bật hack, chỉ có thể là người bật hack lợi hại hơn. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, ta đây khinh thường bật hack. Đâu giống như ta, mới đầu cũng bật đó, mà sau chẳng bật nữa. Hai người thần minh. Nơi xa, Diệp Huyên và yêu thú vẫn đang chiến đấu. Mà cuộc chiến giữa một người một yêu đang ngày càng kịch liệt. Diệp Huyên cũng đánh tới hăng say, từng kiếm chém vào vết thương của yêu thú, dần dần, vết thương trên người yêu thú càng ngày càng lớn, máu chảy càng ngày càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, uy lực trong kiếm ý nhân gian và huyết mạch chi lực của Diệp Huyên càng ngày càng mạnh. Bây giờ, Diệp Huyên đã hoàn toàn áp chế yêu thú. Thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ rền vang, ngay sau đó, yêu thú kia bị Diệp Huyên chém lùi ra ngoài mấy ngàn trượng, mà nó vừa dừng lại, Diệp Huyên lại xông lên, tiếp theo, lại chém xuống một kiếm. Quỳnh. Kèm theo tiếng nổ vang dội, yêu thú kia chợt lùi ra xa vạn trượng, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất, mà nó vừa rơi xuống, mặt đất trực tiếp hình thành một vực sâu khổng lồ. Nơi xa, Diệp Huyên lại biến mất, mà đúng lúc này, yêu thú đột nhiên run giọng nói, không đánh nữa. Không đánh nữa, ta nghỉ một lát. Diệp Huyên đứng ở trước mặt yêu thú, hắn nhìn xuống yêu thú, giờ phút này toàn thân hắn cũng chẳng chịt vết thương, nơi nơi đều đang chảy máu, nhưng mà, những máu vừa chảy ra đều bị hắn hấp thu lại. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn yêu thú, không đánh nữa. Yêu thú vội vàng gật đầu, không đánh nữa. Ngươi lên núi đi. Diệp Huyên mặt không biểu cảm, không phải vừa rồi ngươi còn rất trâu bò sao? Yêu thú thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, tại sao ngươi lại như vậy chứ? Ta canh giữ nơi đây, không cho ngươi đi lên, ngươi liền đánh ta, loài người các ngươi đều không nói lý vậy sao? Diệp Huyên nhìn yêu thú, một lát sau, hắn giơ ngón cái khen ngợi, ngươi lợi hại. Yêu thú bò sang một bên, sau đó nói, mọi việc đều phải phân rõ phải trái, ngươi nói đi. Ngươi làm như vậy, có lý hay không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, vậy vì sao vừa rồi ngươi cho ba người kia đi lên? Yêu thú lập tức nói, ta đánh không lại bọn họ. Diệp Huyên thản nhiên nói, cho nên, ngươi là mềm nắn rắn buông sao? Yêu thú lắc đầu, ta đánh không lại ba người kia, ta chỉ có thể để bọn họ đi lên, mà ngươi, tại sao cứ muốn học theo bọn họ? Người khác xấu xa, ngươi có thể xấu xa theo sao? Ta muốn vào nhà ngươi, ngươi không cho ta vào, ta liền đánh ngươi, như vậy được không? Diệp Huyên im lặng, ngoá, có phải con yêu thú này từng đọc sách hay không? Nhìn thấy Diệp Huyên không ra tay nữa, yêu thú nói tiếp, ta thấy ngươi cũng là người có văn hóa, vì sao làm việc nói chuyện hệt như một tên lưu manh vậy? Diệp Huyên khẽ gật đầu, nếu ngươi đã muốn nói lý, vậy thì chúng ta nói lý. Nói xong. Hắn chỉ lên trên đỉnh núi, bây giờ ta có thể đi lên không? Yêu thú hơi do dự, sau đó nói, không được. Nhưng mà, nếu như ngươi muốn ra tay, vậy ngươi lên đi. Diệp Huyên thoáng nhìn yêu thú đó, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi ở nơi này thật sự là nhân tài không được trọng dụng, có nghĩ tới việc chuyển sang nơi khác phát triển không? Đổi nơi phát triển. Yêu thú liếc nhìn Diệp Huyên, đến nơi của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Yêu thú ngẫm nghĩ, sau đó nói, có phúc lợi gì? Diệp Huyên cười nói, đi theo ta. Nói rồi, hắn lập tức đưa yêu thú vào trong tháp nhỏ. Sau khi vào tháp nhỏ yêu thú lập tức sững sờ. Diệp Huyên nhìn yêu thú, cười nói, hoàn cảnh này không phải tốt hơn sao? Yêu thú do dự, sau đó nói, đúng là tốt. Nhưng ta, Diệp Huyên cười nói, nhưng có băn khoăn gì? Yêu thú gật đầu. Năm đó chủ nhân bảo ta trấn thủ ngọn núi này. Diệp Huyên khẽ cười, ông ta có nói ngươi không thể rời đi không? Yêu thú ngẫm nghĩ sau đó nói, cái này thì lại không có.
Diệp Huyên nghiêm túc nói, vậy chẳng phải xong rồi sao? Yêu thú chớp mắt, cũng có nghĩa, ta có thể rời đi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Yêu thú vẫn có chút lo lắng, ta vẫn có hơi sợ. Diệp Huyên cười nói, ngươi trấn thủ ở nơi này bao lâu rồi? Yêu thú trầm giọng nói, đã mấy trăm vạn năm rồi. Diệp Huyên nói, ở bên ngoài, cho dù là làm công, cũng có nghỉ phép nữa là. Ngươi ở đây làm mấy trăm vạn năm rồi, nghỉ phép thì có thế nào? Yêu thú ngẫm nghĩ, sau đó nói cũng có lý. Nói rồi, nó nhìn Diệp Huyên, ta tu luyện ở bên trong, có cần phải bỏ ra gì không? Diệp Huyên cười nói, cũng không cần, xem như thi thoảng có thể giúp ta đánh đấm gì đó đi. Yêu thú lại hỏi, đánh cấp độ nào? Diệp Huyên nghiêm túc nói, là kiểu thắng mãi không thua. Yêu thú nhếch miệng cười, được. Diệp Huyên xòe tay, 10 vạn miếng pháp tinh xuất hiện trước mặt yêu thú, cái này cho ngươi. Pháp tinh. Yêu thú có chút kinh ngạc, đây là cho ta sao? Diệp Huyên gật đầu, ngươi giữ lấy mà tu luyện. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, loài người, ngươi là người tốt. Diệp Huyên cười nói, ngươi xưng hô thế nào? Yêu thú thấp giọng nói, cổ yêu. Diệp Huyên gật đầu, cổ huynh, ngươi cứ ở bên trong tu luyện cho tốt, có cần gì thì ngươi cứ nói ta một tiếng, có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp ngươi. Yêu thú khẽ gật đầu, đa tạ huynh đệ loài người. Diệp Huyên cười ha ha, ta tên Diệp Huyên. Yêu thú do dự rồi nói, Diệp huynh, ngươi muốn lên núi sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Yêu thú thấp giọng nói, bên trên rất nguy hiểm. Diệp Huyên vội hỏi, ngươi biết bên trên có gì sao? Yêu thú khẽ lắc đầu, ta cũng chưa từng lên, bởi vì bên trên rất nguy hiểm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đa tạ yêu huynh đã nhắc nhở. Cổ yêu gật đầu, không cần đa tạ. Diệp Huyên rời khỏi tháp nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn, khi nhìn thấy ba người vô biên chủ, hắn khẽ cười nguy hiểm, sau đó lập tức xuất hiện bên cạnh ba người họ. Diệp Huyên cười nói, vô biên. Chúng ta cùng đi đi. Vô biên liếc nhìn Diệp Huyên, người cứ vậy mang nó đi sao? Diệp Huyên cười nói, chủ nhân bút đại đạo có lẽ sẽ không gây rắc rối với ta đâu nhỉ? Vô biên lắc đầu, sau đó quay người đi lên núi. Diệp Huyên vội đi theo, vô biên, ông đến nơi này làm gì? Vô biên chủ lạnh nhạt nói, làm chút chuyện. Diệp Huyên gật đầu, vừa hay, ta cũng đến làm chút chuyện, thuận đường. Thuận đường. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Không lâu sau, bốn người đã lên đến đỉnh núi, trên đỉnh núi, mây bay lượn lờ, chim hót hoa thơm, trông như tiên cảnh. Mà lúc này, vô biên chủ lại nhíu chặt mày. Thấy vậy, ba người Diệp Huyên đều vội vàng lùi về sau lưng vô biên chủ. Ngay lúc ấy, ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng đao chém. Vô biên chủ im lặng một lúc. Rồi bắt đầu chậm chậm cất bước về phía xa. Không lâu sau, mấy người họ đến trước một căn nhà gỗ, trong sân viện của căn nhà gỗ có một cô bé ngồi đó, cô bé chừng 8-9 tuổi, thắt một bím tóc thật dài, mà trong tay cô bé lại cầm một cây rìu nhỏ. Trang phục cô bé mặc cũng rất kỳ lạ, mặc một bộ váy hoa nhí, phía dưới lại mặc quần ngắn màu trắng, chân thì mang dép lê. Diệp Huyên từng nhìn thấy kiểu trang phục này. Nhị nha! Cách ăn mặc của cô bé này, chính là từ bên hệ Ngân Hà. Mà lúc này, cô bé bỗng ngẩng đầu nhìn nhóm Diệp Huyên, thấy cô bé nhìn sang, vô biên chủ nheo hai mắt, ông ta chậm chậm siết chặt tay phải. Cô bé trừng mắt nhìn vô biên chủ, người thiên mệnh đời trước. Nói rồi, cô bé lại nhìn sang Diệp Huyên, người thiên mệnh đời này. Nói xong, cô bé khẽ lắc đầu, đời sau không bằng đời trước. Nghe vậy. Diệp Huyên lập tức sụ mặt, đang định lên tiếng nhưng như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn vô biên, thấy vô biên cũng không tức giận, vì vậy hắn cũng không nói gì. Nổi bật dễ nhắm chúng. Vẫn nên để vô biên ra mặt trước vậy. Vô biên nhìn cô bé, không nói gì. Cô bé bỗng nói, đừng nhìn nữa. Với thực lực hiện tại của ông không nhìn thấu được ta đâu. Nói xong, cô bé lại nâng rìu lên, tiếp tục bổ củi. Một đao một khúc củi, rất dứt khoát. Vô biên bỗng lên tiếng, trật tự. Nghe vậy,
Cô bé bỗng dừng lại, cô bé ngẩng đầu nhìn Vô Biên, ánh mắt có chút kinh ngạc, thú vị đấy. Vô Biên nhìn cô bé sâu xa, sau đó nói, thì ra, đây chính là nguyên do hắn không nơi này. Nói xong, ông ta lập tức quay người rời đi. Thấy vậy, Diệp Huyên cũng không chần chừ, vội vàng rời theo. Hắn không muốn ở lại nơi này đâu. Cô bé này, vừa nhìn đã biết không phải lương thiện gì rồi, ở lại nơi này, có khả năng sẽ bị đánh. Mà ngay lúc này, Vô Biên chủ bỗng dừng lại, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn cô bé, nếu ngươi muốn rời khỏi nơi này, vị Diệp thiếu bên cạnh ta đây có thể giúp, tin ta đi, ngoài hắn ra, không ai có thể đưa ngươi rời khỏi đây được, hắn là cơ hội duy nhất của ngươi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mẹ kiếp, Diệp Huyên sững sờ nhìn Vô Biên, ông, nói rồi, hắn cũng vội chạy theo, muốn xuống núi ngay lúc này, hắn lại sợ hãi phát hiện, hắn căn bản không động đậy được. Hắn không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào, nhưng lại không động đậy được. Mà lúc này, ba người Vô Biên chủ đã biết mất nơi xa. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Lúc này, cô bé chậm chậm đi đến trước mặt Diệp Huyên, cô bé nhìn Diệp Huyên, làm quen đi, kết bạn, có vấn đề gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói kết bạn, thì không vấn đề gì, người có thể bỏ rìu kia xuống trước được không? Cô bé vươn tay lấy rìu đang dừng trước trán Diệp Huyên xuống, sau đó đi đến bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục bổ củi, ta thừa nhận, vừa nãy ta đã xem nhẹ ngươi. Nhưng chuyện này không trách ta được, chỉ có thể trách ngươi thực sự quá yếu a, ý của ta là, cảnh giới ngươi quá thấp, thực sự dễ khiến người khác xem nhẹ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó ngồi xuống trước mặt cô bé, ta thừa nhận, ta có hơi yếu, ngươi có thể nói thẳng, năng lực chịu đựng trong lòng ta cũng khá tốt. Cô bé liếc nhìn Diệp Huyên, hiện tại chúng ta đã là bạn bè rồi. Đúng chứ? Diệp Huyên im lặng, không tiếp lời. Cô bé bỗng bổ rìu xuống, khúc củi trước mặt lập tức vỡ vụn. Diệp Huyên chớp mắt, ngươi chắc sẽ không đánh ta, đúng chứ? Cô bé thản nhiên nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta với cái tên vừa nãy, có ân oán, vì vậy, lời của hắn, ngươi không thể tin. Cô bé tiếp tục bổ củi, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, chủ nhân bút đại đạo, rất mạnh, ta không đánh lại hắn ta, cái này, ngươi không phản đối chứ. Cô bé nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì. Diệp Huyên xua tay, ngươi nói đi. Cô bé bỗng nhiên lấy một cái hộp ra từ sau lưng, cô bé đưa hộp cho Diệp Huyên, cái này cho ngươi. Diệp Huyên mở hộp ra, bên trong hộp là một quyển sách cổ dày. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi hỏi, đây là... Cô bé nói, cách tu luyện của cổ chiến thể. Nếu ngươi tu luyện thành công, thì thân xác ngươi so với hiện tại sẽ mạnh hơn ít nhất gấp nghìn lần. Nói rồi, cô bé nhìn Diệp Huyên, ta có thể cam đoan với ngươi, thuật tu luyện này chắc chắn là cách tu luyện thân xác mạnh nhất trong lịch sử. Diệp Huyên im lặng. Cô bé lại lấy ra một cái hộp đen đưa cho Diệp Huyên, suối nguồn cổ xưa, tồn tại vĩnh viễn. Là cội nguồn tất thảy sức mạnh thời cổ đại trước kia, vô hạn, là gốc rễ của vạn vật chúng sinh. Diệp Huyên nhìn cô bé, cho ta. Cô bé gật đầu, đúng. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, tại sao? Cô bé nhìn Diệp Huyên, chúng ta không phải bạn bè sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, có phải ta cũng phải đưa ngươi chút gì đó không? Cô bé lắc đầu, không cần. Diệp Huyên im lặng, cũng không cầm lấy. Cô bé nói, ngươi đang sợ ta tính kế ngươi gì đó đúng không? Diệp Huyên nhìn cô bé, không nói gì. Cô bé cười nói, thật ra, ta có thể tính kế gì ngươi chứ? Ngươi ấy, đừng có nghĩ người khác xấu như vậy. Diệp Huyên thấp giọng nói, tại sao ngươi bị chủ nhân bút đại đạo nhốt ở đây? Cô bé nói, bởi vì ta thua hắn. Diệp Huyên nhíu mày, thua hắn. Cô bé gật đầu, đúng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta thua rồi, sau đó ta đã bị nhốt ở đây, như vậy rất bình thường. Diệp Huyên nhìn cô bé, ngươi có lai lịch thế nào? Cô bé cười nói, ta tên Cổ, từng nghe đến chưa? Diệp Huyên lắc đầu. Cô bé cười nói, bình thường thôi, lịch sử đều là do người thắng viết, ngươi chưa từng nghe đến ta, rất bình thường, hiểu được. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi là ở thời đại của chủ nhân bút đại đạo sao? Cô bé lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Nói rồi,
Cô bé nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, nếu ngươi muốn biết thêm, ta có thể từ từ nói với ngươi, đi, chúng ta xuống núi, vừa đi vừa nói. Nói xong, cô bé lập tức nhấc dìu lên, sau đó kéo cánh tay Diệp Huyên đi xuống núi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Diệp Huyên và cô bé vừa bước xuống thềm đá dưới núi, đột nhiên, một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên đỉnh núi, thoáng chốc, một luồng áp lực kinh khủng lao xuống, một chữ đạo màu tím khổng lồ xuất hiện, chữ đạo này chiếu rọi xuống, Diệp Huyên lập tức cảm thấy thần hồn của mình như sắp biến mất. Không thể phản kháng. Ngay lúc này, Diệp Huyên cảm thấy giống như con kiến nhỏ dưới bầu trời rộng lớn, một chút suy nghĩ phản kháng cũng không có. Không có cách nào. Tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyên nhìn thấy sự nhỏ bé của bản thân, nhưng lại không thể làm được gì. Tất cả những điều tiêu cực ùa đến như thủy triều. Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu quát lớn. Không cam tâm. Đấu tranh. Thế nhưng, không hề có tác dụng. Giống như vạn vật chúng sinh, nhiều lúc đều bị vận mệnh trói buộc, bọn chúng muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể làm được gì. Lúc này, một bóng người xuất hiện trước chữ đạo kia. Bóng người chắp hai tay sau lưng, từ trên nhìn thẳng xuống Diệp Huyên, vẻ mặt vô tình, không nói gì. Cô bé nhìn bóng người, đạo sinh, ức hiếp bạn nhỏ như thế đúng là không có mặt mũi. Đạo sinh lạnh nhạt nói, kiến nhỏ, chỉ cần có giác ngộ của kiến nhỏ, vọng tưởng dùng sức mạnh của kiến mà nghịch thiên, thì chỉ có tự chuốc lấy cái chết. Nói rồi, hắn ta đè tay phải xuống, một luồng sức mạnh kinh người nghiền ép về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên ở bên dưới lập tức bắt đầu suy sụp cả người từng chút một. Lúc này, một âm thanh vang lên từ bên cạnh, đạo sinh, sao ngươi không đánh cô bé kia? Người nói chuyện chính là vô biên chủ. Đạo sinh liếc nhìn vô biên chủ, nữ nhân, ta đánh không được, đánh nam, có chuyện gì sao? Vô biên giơ ngón cái, không sao cả. Đạo sinh rời tầm mắt, hắn ta nhìn Diệp Huyên bên dưới, tay phải nâng lên. Đang định ra tay thì lúc này, thời không bên cạnh Diệp Huyên bỗng nứt ra, sau đó, một cô gái mặc váy trắng chậm chậm bước ra. Thấy vậy, sắc mặt vô biên chủ lập tức thay đổi, sau đó, ông ta quay người rời đi, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biết mất nơi tinh không. Sau khi cô gái váy trắng xuất hiện, nàng quay đầu lạnh lùng liếc nhìn, chủ nhân bút đại đạo, trong vòng ba nhịp thở mà ngươi không xuất hiện, vậy thì, chuyện cũ sẽ kết thúc hôm nay vậy. Khi nhìn thấy cô gái váy trắng, cô bé bên cạnh Diệp Huyên lập tức nheo mắt. Căng thẳng. Kiêng dè. Khó tin được. Cô bé nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, hai tay lại bắt đầu dần dần run rẩy. Còn Tăng Vô và Thần Minh ở bên kia thì vẻ mặt sững sờ. Vừa rồi vô biên chủ chạy quá nhanh, cũng chẳng hề lo lắng đến hai người họ. Chạy hay không chạy? Hai người họ vẫn đang do dự. Mà ngay lúc này, thời không bên cạnh đạo sinh bỗng rung động, sau đó, một bóng người dần dần hình thành. Khi nhìn thấy bóng người, vẻ mặt cô bé lập tức trở nên u ám. Chủ nhân bút đại đạo. Mà lúc này, đạo sinh kia đột nhiên kính cẩn thi lễ, run giọng nói, chủ nhân. Chủ nhân bút đại đạo thấp giọng thở dài. Cô gái váy trắng nhìn chủ nhân bút đại đạo, ta đã nể mặt ngươi rồi. Đúng chứ? Chủ nhân bút đại đạo im lặng. Đạo sinh kia bỗng tức giận mắng cô gái váy trắng, sắc sược. Ngươi lại dám nói năng với chủ nhân như vậy. Bù. Lời còn chưa nói xong, một thanh kiếm bỗng chốc đã xuyên qua giữa trán hắn ta. Đạo sinh ngây người. Cô gái váy trắng liếc nhìn đạo sinh, khinh thường nói, đến kiến cũng chẳng bằng. Đạo sinh. Chủ nhân bút đại đạo bỗng lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Cô gái váy trắng đột nhiên cầm kiếm rồi biến mất, sau đó, một kiếm xé rách thời không. Trên bầu trời, chủ nhân bút đại đạo bỗng nâng tay lên, sau đó đè xuống. Chớp mắt, vô số đại đạo xuất hiện. Vừa đè tay xuống, vạn đạo đều xuất hiện. Thế nhưng, một kiếm kia vừa xuất hiện, thoáng chốc, vạn đạo đã tán loạn. Bù! Kiếm hành đạo lập tức xuyên qua trán chủ nhân bút đại đạo. Ầm ầm. Chủ nhân bút đại đạo lập tức bị ghim chặt tại chỗ. Lúc này, cô bé ở bên cạnh Diệp Huyên bỗng nhíu mày, phân thân. Phân thân. Người đến vốn không phải bản thể chủ nhân bút đại đạo.
Cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn chủ nhân bút đại đạo trước mặt, đừng có nghĩ rằng ta không biết ngươi đang có ý định gì. Mặc kệ ngươi làm gì, ta cũng không phải kiêng dè ngươi, mà là không thèm quan tâm, hiểu chưa? Chủ nhân bút đại đạo im lặng. Cô gái váy trắng quay người nhìn Diệp Huyên, lúc này, sắc mặt Diệp Huyên trắng nhợt, vô cùng yếu ớt. Nàng đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, không sao chứ. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, cười khổ, không sao. Thanh Nhi thầm trách nói, đã đến thời khắc sinh tử rồi, cũng không chịu gọi ta sao. Diệp Huyên cười khổ, hắn quá yếu, không đáng để muội ra tay. Thanh Nhi chớp mắt, vậy lần tới huynh kiếm chuyện với kẻ địch mạnh hơn chút đi. Diệp Huyên. Lúc này, Thanh Nhi nhìn cô bé lập tức đề phòng. Thanh Nhi bình tĩnh nói, không cần đề phòng, ngươi quá yếu, ta không có hứng thú với ngươi. Cô bé. Thanh Nhi bỗng kéo tay Diệp Huyên đi sang bên cạnh. Trong sân, vẻ mặt đạo sinh kia sững sờ, lúc này, thân thể hắn ta đang dần biến mất từng chút một. Tử vong. Lúc này, hắn ta cũng đã được trải nghiệm cảm giác lúc nãy của Diệp Huyên. Không cam tâm, tuyệt vọng, lại không thể làm được gì. Cái chết vốn không đáng sợ, thứ đáng sợ là cảm nhận được cái chết đang cận kề đến gần. Đạo sinh quay đầu nhìn phân thân của chủ nhân bút đại đạo, muốn nói gì đó, chủ nhân bút đại đạo lại lắc đầu, sau đó, hắn ta cũng dần biến mất. Đạo sinh. Tăng Vô ở bên cạnh run giọng nói, đây chính là cô gái váy trắng sao? Vẻ mặt thần minh vô cùng nghiêm trọng, chủ nhân bút đại đạo này, hình như không quá mạnh. Chủ nhân bút đại đạo. Tăng Vô lau mồ hôi lạnh trên mặt, chẳng trách Vô Biên chỉ lo chạy, muội muội của Diệp công tử này cũng qua kinh khủng rồi. Thần minh đồng ý cũng gật đầu. Cô bé nhỏ kia ở bên cạnh nhìn phía xa, không biết đang nghĩ gì. Trong tinh không xa xôi, Thanh Nhi kéo Diệp Huyên chậm rãi bước đi. Diệp Huyên cười nói, ta không nghĩ là muội sẽ xuất hiện. Thanh Nhi dịu dàng nói, huynh gặp khó khăn, ta nhất định có mặt. Diệp Huyên im lặng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn phía xa, khẽ nói ca, huynh có con đường của mình, ta không phản đối, nhưng có lẽ huynh cũng hiểu, mặc kệ là làm gì, cũng cần phải có thực lực mạnh. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta không phải muốn huynh cố gắng. Ta muốn nói cho huynh biết, nếu có một ngày huynh cảm thấy cố gắng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hoặc không muốn phấn đấu nữa, thì cứ nói một tiếng, con đường của huynh, ta thay huynh đi, kẻ địch của huynh, ta giết thay huynh, chuyện của huynh, ta giúp huynh làm. Diệp Huyên sững sờ tại chỗ. Thanh Nhi nắm chặt tay Diệp Huyên, ta là muốn huynh trở thành người hạnh phúc nhất toàn vũ trụ này. Nàng chiều ý Diệp Huyên, trước giờ đều quang minh chính đại như vậy, đều không kiêng dè lo sợ như vậy, cũng không quan tâm đạo lý như vậy. Diệp Huyên bỗng nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Nhi, dịu dàng nói, lời của muội, ta đã nhớ rồi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng tựa đầu vào vai Diệp Huyên, khẽ nói, ở trong lòng huynh, ta mới cảm thấy mọi thứ trên thế gian có ý nghĩa. Nói rồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn sâu thẳm trong hư không. Sâu thẳm trong hư không. Một canh giờ sau, Thanh Nhi bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn tinh không, sau đó nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên cười nói, được. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt má Diệp Huyên, nhớ rõ, đừng để quá vất vả. Nói xong, nàng quay người hóa thành một luồng kiếm quang biến mất nơi tinh không xa xôi. Diệp Huyên nhìn tinh không sâu thẳm, im lặng không nói. Lúc này, bút đại đạo bỗng lên tiếng, quá nghịch thiên. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, cười nói, thế nào? Bút đại đạo kích động, người có biết, trước giờ chưa từng có ai dám uy hiếp chủ nhân cả, thiên mệnh cô nương, ngầu thật. Ta chỉ có thể dùng từ chết tiệt để hình dung thôi. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười. Bút đại đạo nói tiếp, ta thực sự khâm phục nàng ấy rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu bút, có phải ngươi đã đoạn tuyệt với chủ nhân mình rồi không? Bút đại đạo vội nói, không có, ta chỉ là đơn thuần khâm phục thiên mệnh cô nương, không muốn phản bội chủ nhân đâu. Diệp Huyên cười nói, nhưng bây giờ xem ra, ta với chủ nhân ngươi đã đứng ở hai phía đối lập rồi. Bút đại đạo ngẫm nghĩ rồi nói, không thể nghĩ như vậy, hẳn là chủ nhân không có ác ý với ngươi, dù sao, ngươi đã từng là người thiên mệnh. Là người mà người đã chọn,
chỉ là sau này, thiên mệnh cô nương ép buộc cắt đứt nhân quả này. Nói rồi nó lại thấp giọng thở dài, thật ra, ta cơ bản có thể xác định, trước kia ngươi chính là người mà chủ nhân chọn. Diệp Huyên cười nói, bây giờ thì sao? Bút đại đạo nói, bây giờ thì ta không biết, bởi vì, ta cũng rất lâu rồi chưa gặp được chủ nhân. Vừa nãy người đến cũng là phân thân, còn bản thể người có lẽ ở một nơi rất xa. Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo nói tiếp, thật ra, có lẽ chủ nhân cũng không ngờ được, đạo sinh kia vừa nãy lại muốn giết ngươi. Ta cũng không biết tên này nghĩ cái gì, mà lại có sát tâm với ngươi. Không đúng. Nói đến đây, nó thấp giọng nói, chuyện này không đúng, tên đạo sinh này biết ta ở trên người ngươi, cũng biết trước kia ngươi là người thiên mệnh. Về tình về lý, hắn không nên có sát tâm với ngươi mới đúng. Nếu bình thường, hắn nhìn thấy ngươi muốn đưa cô bé kia đi, nhiều nhất cũng chỉ là ngăn cản thôi mới đúng. Diệp Huyên bỗng nói, pháp giới. Bút đại đạo trầm giọng nói, đúng, chính là pháp giới, nhất định là do bọn họ sai khiến. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đạo sinh này là từ pháp giới. Bút đại đạo nói, là đạo giới, nhưng, pháp giới có thể nhờ hắn giúp đỡ. Diệp Huyên im lặng, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo. Vừa nãy nên để Thanh Nhi trực tiếp dùng một kiếm tiêu diệt pháp giới. Bút đại đạo thấp giọng thở dài, xem ra, pháp giới này hẳn là nhắm vào ngươi rồi. Diệp Huyên nói, đạo sinh bị giết chết, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục nhằm vào ta sao? Bút đại đạo cười nói, nếu có não thì có lẽ sẽ không. Nhưng, ngươi sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo. Ngay lúc này, cô bé trên núi lúc trước bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên thôi nghĩ hắn nhìn cô bé, sau đó nói, ngươi tự do rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi, hắn không muốn gây chuyện với cô bé này mấy. Lúc này, cô bé bỗng nói, đợi đã. Diệp Huyên quay người nhìn cô bé. Cô bé xòe tay, hai cái hộp xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đây là thứ ngươi nên có được. Diệp Huyên im lặng. Cô bé cười nói, tin ta đi, cổ chiến thể và suối nguồn cổ xưa này hiện tại sẽ giúp cho ngươi rất nhiều. Hơn nữa, đây cũng là những gì ngươi nên có được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhận lấy cổ chiến thể và suối nguồn cổ xưa này, sau đó nói cổ cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ nhìn Diệp Huyên phía xa, như có suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cổ bỗng ngẩng đầu nhìn, như phát hiện ra gì đó, cô bé nhíu mày, qua một lúc, cô bé lập tức quay người biến mất. Diệp Huyên đến một nơi trong hư không, hắn lấy ra cổ chiến thể, hắn vừa mở ra, thoáng chốc, một luồng sáng trắng đã xuyên qua giữa trán hắn. Vô số thông tin ùa vào trong đầu hắn. Cổ chiến thể. Dần, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng. Không thể không nói, cổ chiến thể này so với đạo thể thì còn mạnh hơn rất nhiều. Chiến thể đứng đầu thời cổ. Nếu tu luyện thành công, hắn có muốn chết cũng khó. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã hiểu ra một chuyện, chính là hiện tại, đối với rất nhiều người mà nói thì hắn rất mạnh, nhưng đối với một vài đại ca thật sự mà nói, thực lực của hắn vẫn còn kém rất nhiều. Nhất định phải trở nên mạnh hơn. Lúc này, bút đại đạo bỗng lên tiếng, đạo sinh vừa nãy chính là thiện nhân cảnh, hơn nữa, có lẽ là đỉnh cao, còn nữa, cô bé đi theo ngươi, nàng ta không phải bản thể, không đúng, nên nói là, nàng ta chỉ có linh hồn, thân xác không có đây. Diệp Huyên thấp giọng nói, không phải bản thể. Bút đại đạo nói, đúng vậy, thực lực cô bé này, có lẽ là bởi vì một vài nguyên nhân nào đó nên bị phong ấn rồi. Nếu không, đạo sinh kia chắc chắn không phải đối thủ nàng ta. Cũng có nghĩa là, thực lực cô bé này, chắc chắn vượt xa thiện ác cảnh. Diệp Huyên im lặng. Đương nhiên hắn biết cô bé kia không hề đơn giản, ngay cả vô biên chủ cũng dè dặt, đối phương sao lại có thể là người bình thường chứ? Bút đại đạo nói tiếp, khắp đất trời này, người có thể giết muội muội ngươi, không có, nhưng, người có thể giết ngươi thì rất nhiều, hiểu ý ta rồi chứ? Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu. Bút đại đạo còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên bỗng nói, cho nên, ta không muốn cố gắng nữa. Thật sự khó quá rồi, ta mới vô địch được bao lâu chứ, mà bây giờ, lại xuất hiện một đám có thể xóa sổ sự tồn tại của ta rồi. Hầy, bút đại đạo, giờ phút này,
phải công nhận là Diệp Huyên quả thật cảm thấy có hơi bất lực. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, lập tức sẽ xảy ra cảnh quần ma loạn vũ. Thiên đạo cảnh. Vậy cũng có khả năng biến thành mấy con gà. Diệp Huyên nghĩ vậy, vội lấy ra cổ chiến thể, nhìn một lát mới nói, phải tu luyện ra cổ chiến thể mới được. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên vừa rời đi đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện ở hiện trường. Ông ta nhìn bóng lưng dần khuất xa của Diệp Huyên với ánh mắt lạnh lẽo như băng, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi Diệp Huyên trở lại vùng đất hỗn loạn thì lập tức gọi ám quân tới. Diệp Huyên mở tay ra, một danh sách xuất hiện trước mặt ám quân nói, ta muốn mấy món thiên tài địa bảo có tên trong đây. Ám quân ngó qua rồi đáp, ta lập tức thông báo xuống. Hắn ta nói xong, cầm lấy danh sách kia xoay người biến mất khỏi đây. Trong điện, Diệp Huyên trầm tư suy nghĩ. Cổ chiến thể đương nhiên cần phải có một số thiên tài địa bảo trợ giúp, song Diệp Huyên lại hơi lo vì có vài thứ hắn còn chưa nghe đến bao giờ. Cũng không biết tiên bảo các có tìm được không? Nếu tiên bảo các đều không tìm được thì chuyện đã có thể rắc rối rồi đây. Diệp Huyên giống như nghĩ đến gì đó, mở tay ra, suối nguồn cổ xưa mà cổ cho hắn xuất hiện trong tay. Nó chỉ là một dòng suối nhỏ, song bên trong lại chảy xuôi dòng nước xanh biếc. Suối nguồn cổ xưa. Diệp Huyên đánh giá một lượt rồi trực tiếp kích hoạt nó. Thoáng chốc. Suối nguồn cổ xưa kia lập tức kịch liệt chấn động. Diệp Huyên thấy vậy thoáng biến sắc, vội cầm suối nguồn cổ xưa đi vào tiểu tháp. Vừa vào tiểu tháp, nó đã run lên kịch liệt rồi phun ra vô số dòng nước. Chỉ thoáng chốc, xung quanh Diệp Huyên đã biến thành một cái hồ nước. Diệp Huyên lùi sang bên cạnh nhìn dòng nước kia mà có hơi kinh ngạc, vì hắn phát hiện bên trong ẩn chứa một năng lượng cực kỳ khủng bố. Hắn còn nhớ cổ nói là suối nguồn cổ xưa kia cội nguồn vô cùng vô tận của tất cả các sức mạnh thời cổ đại. Cội nguồn sức mạnh. Diệp Huyên trần chờ một lát rồi cúi người đến gần dòng nước suối kia, ngửi thử, hơi do dự, sau đó trực tiếp uống một ngụm. Vừa nuốt xuống, một năng lượng khủng bố đã nổ tung ra trong cơ thể hắn. Diệp Huyên thầm hoảng sợ. Vội quan sát cơ thể thì phát hiện cơ thể mình thế mà lại đang điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng tinh khiết kia. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì lập tức có chút phấn khích. Thứ này còn trâu bò hơn lực lượng pháp tắc gì kia rất nhiều. Đúng là đồ bổ mà. Song đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên rời khỏi tiểu tháp. Vừa ra ngoài, hắn đã cau mày vì trước mặt đang đứng một cô bé. Chính là cổ. Diệp Huyên nhìn cổ nói, là ngươi. Cổ chớp mắt nói, là ta. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Cổ cười, ta đến hướng dẫn ngươi tu luyện cổ chiến thể và sử dụng suối nguồn cổ xưa kia. Diệp Huyên liếc cổ, giờ ngươi đã được tự do. Cổ cười, ta biết, thế nên, ngươi yên tâm, ta đi theo ngươi cũng không có mục đích gì khác, thật đó. Diệp Huyên im lặng. Cổ mỉm cười, cổ chiến thể kia là chiến thể đứng đầu thời cổ. Không dễ tu luyện như vậy được. Nếu không có ai hướng dẫn, ngươi sẽ phải đi rất nhiều đường vòng. Cả suối nguồn cổ xưa kia cũng vậy. Diệp Huyên nặng nề hỏi, ngươi muốn có được gì từ ta? Cổ cười nói, ngươi yên tâm, ta thật sự không có ý xấu. Dù sao, chúng ta cũng chẳng thù chẳng oán, đúng không? Diệp Huyên cũng cười, được rồi. Vậy làm phiền ngươi hướng dẫn nhé. Cổ cong môi nói, không có gì. Diệp Huyên dứt khoát đưa cổ vào tiểu tháp, sau khi tiến vào, cổ liếc nhìn xung quanh rồi cười nói, thú vị. Cô bé này vừa nói xong thì ngó Diệp Huyên hỏi, thời gian trong đây là do người muội muội kia của ngươi đảo ngược hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cổ gật đầu khen, lợi hại. Diệp Huyên dẫn cổ đến trước suối nguồn cổ xưa kia hỏi, có thể giải thích cặn kẽ hơn về suối nguồn cổ xưa này không? Cổ cười nói, suối nguồn cổ xưa này là cội nguồn của toàn bộ lực lượng thời cổ. Nói cách khác, dòng suối này vốn rất lớn, tỏa ra cổ khí thời cổ. Lúc ấy, tất cả tu luyện giả đều tu cổ khí. Nó giống như huyền khí mà nhiều tu luyện giả tu luyện bây giờ. Có điều sau này, suối nguồn cổ xưa càng ngày càng ít. Cô bé nói xong chỉ vào suối nguồn cổ xưa trước mắt, dần ra, nó đã trở nên ít như vậy. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vốn dĩ có rất nhiều hả? Cổ gật đầu, rất nhiều.
Diệp Huyên lại hỏi, suối nguồn cổ xưa này có thể trực tiếp hấp thu không? Cổ cười đáp, đương nhiên là được. Phải biết rằng, suối nguồn cổ xưa kia cực kỳ tinh khiết. Nếu trực tiếp hấp thu thì cực kỳ có lợi. Có điều, người không có phương pháp tu luyện, cứ thế hấp thu thì hơi lãng phí. Diệp Huyên hỏi, phương pháp tu luyện? Cổ mỉm cười, đúng vậy, nhưng không sao, ta có. Cô bé nói xong mở tay ra, một cuộn giấy chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên. Cổ kinh một phương pháp tu luyện đỉnh cấp khác ở thời cổ, dùng cách này có thể tu luyện ra lực lượng cổ thần. Diệp Huyên nhìn cổ nói, hệ thống tu luyện của ngươi khác với của chủ nhân bút đại đạo. Cổ cười, có chút khác, nhưng đại đạo trên đời đều trăm sông đổ về một biển, không khác nhau là bao. Diệp Huyên im lặng. Cổ lại nói, nếu giờ ngươi tu luyện ra lực lượng cổ thần thì sẽ giúp ích rất lớn cho tu luyện cổ chiến thể sau này của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong bèn khoanh chân ngồi xuống rồi mở cuốn cổ kinh kia ra. Vừa mở nó ra đã có một luồng sáng bắn vào giữa trán hắn. Oanh! Vô số tin tức xông vào trong đầu Diệp Huyên. Một lúc sau, Diệp Huyên mới bắt đầu vận chuyển cổ kinh. Xong lúc này, suối nguồn cổ xưa kia chợt chấn động. Sau đó, một chút nước suối bỗng cuồn cuộn lao về phía Diệp Huyên. Bấy giờ, tay phải cổ khẽ vẫy. Diệp Huyên đã trực tiếp bị di chuyển vào trong suối nguồn cổ xưa. Sau khi tiến vào suối nguồn cổ xưa, cả dòng suối bỗng sôi trào, vô số dòng nước lao thẳng về phía Diệp Huyên. Cơ thể Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu dòng nước lao tới. Song Diệp Huyên cũng không có phát hiện, khi nước suối kia cuồn cuộn chui vào người, linh khí xung quanh tiểu tháp bỗng dưng bắt đầu biến mất từng chút một. Cứ thế không biết qua bao lâu, trên người Diệp Huyên chợt tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên chợt mở mắt, đứng phát dậy, siết chặt tay phải, một lực lượng khủng bố tràn ra từ trong nắm tay của hắn. Ầm! Thoáng chốc, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức vỡ vụn. Hắn kinh ngạc, cái này. Cổ bên cạnh cười nói, lực lượng cổ thần, bây giờ, sức chiến đấu của ngươi ít nhất cũng đã tăng lên gấp mấy lần. Diệp Huyên nhìn cổ. Cô bé lại nói, lực lượng này chính là của chính ngươi chứ không phải ngoại lực. Đương nhiên, nếu ngươi muốn có nhiều lực lượng này hơn thì phải hấp thu càng nhiều suối nguồn cổ xưa. Diệp Huyên quay đầu liếc suối nguồn cổ xưa, sau đó trầm giọng hỏi, suối nguồn cổ xưa này có vô cùng vô tận. Cổ chớp mắt đáp, trên lý thuyết thì là thế. Diệp Huyên cau mày, lý thuyết. Cổ ngẫm nghĩ rồi nói, không có năng lượng nào là vô cùng vô tận. Suối nguồn cổ xưa này cũng thế. Có điều, nó có một chức năng đặc biệt chính là có thể chiếm lấy năng lượng khác rồi chuyển hóa. Ban nãy, khi ngươi hấp thu suối nguồn cổ xưa thì nó cũng đang hấp thu linh khí trong đây. Sau đó, dùng số linh khí ấy chuyển hóa thành năng lượng của mình. Cô bé nói xong bèn ngó Diệp Huyên nói tiếp, thực ra, cũng không khác mấy với lúc ngươi tu luyện bình thường. Điều khác biệt duy nhất chính là suối nguồn cổ xưa có thể chuyển hóa năng lượng trong đất trời thành lực lượng mạnh hơn thôi. Diệp Huyên trầm ngâm hỏi, nói cách khác, suối nguồn cổ xưa có thể cắn nuốt năng lượng trong mảnh không gian này. Cổ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên lại quay đầu nhìn về phía suối nguồn cổ xưa kia, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, thứ này không có đơn giản như cô bé nói. Ban nãy. Nó hấp thu linh khí của ta nhưng không chỉ là linh khí, mà còn có cả căn nguyên nơi này. Ví dụ như long mạch, đều bị nó hấp thu. Căn nguyên. Diệp Huyên liếc cổ, cô bé cười nói, nó nói đúng. Quả thật là thế, điểm nghịch thiên của suối nguồn cổ xưa chính là điều đó. Diệp Huyên im lặng. Cổ ngó Diệp Huyên nói, đừng nghĩ nhiều. Thế hệ tu sĩ của ta, từ khi bước vào con đường tu luyện cũng đã đi ngược lại lẽ trời. Là cướp đoạt tạo hóa, tranh giành với trời. Ngươi không cần suối nguồn cổ xưa, tự mình tu luyện thì cũng gây tổn thấy cho đất trời thôi. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, yên tâm, ta không có thánh mẫu như vậy. Cổ cười, giờ ngươi đã có được lực lượng cổ thần nên có thể nói sức chiến đấu cũng phải tăng lên gấp mấy lần. Nhưng, vẫn có một tai họa ngầm nho nhỏ. Diệp Huyên cau mày, tai họa ngầm. Cổ gật đầu, đúng thế. Lực lượng cổ thần và suối nguồn cổ xưa đều là thứ nghịch thiên, không được thế giới chứa chấp nên. Cô bé nói đến đây thì lắc đầu cười, đương nhiên, với ngươi thì cũng chẳng phải vấn đề lớn. Dù sao, chủ nhân bút đại đạo cũng không đánh lại muội muội ngươi.
Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt cổ, nhìn cô bé nói, ta có chút tò mò, tại sao ngươi lại bị chủ nhân bút đại đạo nhốt? Cổ lắc đầu cười, lập trường đôi bên khác nhau, chỉ đơn giản như thế thôi. Diệp Huyên im lặng. Bấy giờ, ám quân bỗng xuất hiện rồi trầm giọng nói, Diệp công tử, có hai loại tài liệu chúng ta không tìm thấy. Trong lòng Diệp Huyên lập tức trở nên trầm trọng, thứ gì? Ấm quân lấy ra danh sách mà Diệp Huyên đưa cho mình rồi nói, hai loại đó lần lượt là cổ thánh quả và suối âm dương. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô bé suy nghĩ một lát mới nói, bọn họ không tìm thấy là chuyện bình thường, vì chúng ở thời cổ đại cũng thuộc loại vô cùng hiếm có chứ đừng nói ở thời này. Ngay cả ở thời cổ đại, chúng cũng cực kỳ khó lấy được. Nhưng mà... Cô bé nói đến đây chợt đổi giọng cười nói, nhưng mà, ta biết chỗ nào có. Diệp Huyên hỏi, chỗ nào? Cổ đáp, cổ thiên vực, thời cổ đại đã mất tích trong dòng sông lịch sử, nhưng nó vẫn còn ở. Chúng ta đi đến cổ thiên vực đi. Diệp Huyên nhìn thẳng vào cô bé nói, ngươi muốn ta đi đến cổ thiên vực với mình. Cổ cười nói, là ngươi muốn tu luyện chứ không phải ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, thực ra, ngươi có thể thẳng thắn một chút. Ta nghĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ hợp tác được với nhau ở nhiều khía cạnh đó. Cổ gật đầu, đúng là ta muốn đi cổ thiên vực, ở đó có thứ ta muốn và cũng có thứ ngươi muốn. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có nguy không? Cổ chớp chớp mắt, nếu ngươi dẫn theo muội muội của mình thì ta cảm thấy chẳng có nguy hiểm gì hết. Chúng ta hoàn toàn có thể đi ngang. Diệp Huyên lại hỏi, không dẫn theo thì sao? Cổ cười, vậy nằm đi. Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc cổ hỏi, ngươi cũng không thể đi ngang hả? Cổ nhún vai, cơ thể ta không có ở đây. Hơn nữa trong người còn có cấm chế đại đạo. Thế nên, giờ đây ta thậm chí còn không thể phát huy nổi một phần vạn thực lực của mình. Một phần vạn. Diệp Huyên nghe vậy, mặt mày lập tức trở nên nghiêm túc, người phụ nữ này khủng bố vậy sao? Cổ lại nói, ta cũng không có lừa ngươi, vì ngươi là một người thông minh, chơi mánh khóe chỉ biết ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chúng ta. Cơ thể của ta ở ngay trong cổ thiên vực, chuyến đi lần này là vì cướp lại cơ thể của ta. Diệp Huyên ngó cổ hỏi, thực lực bây giờ của ngươi mạnh bao nhiêu? Cổ ngẫm nghĩ rồi đáp, giờ ta hoàn toàn không thể ra tay, nếu ra tay thì cấm chế đại đạo sẽ phong ấn năng lực của ta. Cô bé nói xong bèn mở tay ra rồi nắm chặt lại. Thoáng chốc, một luồng sức mạnh khủng bố chợt ngưng tụ. Nhưng kế tiếp, nó lập tức tan thành mây khói. Cùng lúc đó, sắc mặt cô bé cũng trở nên trắng bệch. Diệp Huyên thấy vậy thì sa sầm mặt mày. Mẹ nó! Giờ người này còn yếu hơn mình nữa. Cổ nhìn về phía Diệp Huyên nói, nếu ta có được cơ thể của mình thì có thể khôi phục thực lực. Ngươi cướp lại cơ thể giúp ta, ta sẽ giúp ngươi tu luyện cổ chiến thể. Chẳng những thế, ta còn có thể dạy ngươi thần thuật thượng cổ. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, trong tình huống ngươi không thể ra tay thì e rằng chuyến đi này sẽ có đi mà không có về. Cổ vội vàng nói, dẫn theo muội muội ngươi đi. Diệp Huyên cạn lời. Cổ chớp mắt nói, bảo nàng đi với chúng ta đi. Diệp Huyên lại lắc đầu, tự chúng ta đi thôi. Cổ chần chờ rồi nói, ngươi chắc không vậy. Diệp Huyên gật đầu, loại chuyện này với Thanh Nhi mà nói là một chuyện nhỏ, ta không muốn làm phiền muội ấy. Năm tháng. Hắn vẫn không muốn thế. Nếu mọi thứ đều dựa vào Thanh Nhi thì sau này hắn sẽ thật sự trở thành một tên vô dụng. Cho dù làm cậu ấm, cũng phải làm một cậu ấm có thực lực mạnh mẽ. Cổ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được thôi, vậy khi nào đi? Diệp Huyên đáp, giờ luôn. Cổ cười, được, ta chỉ đường cho ngươi. Cô bé nói xong, đi đến trước mặt Diệp Huyên rồi giơ tay ấn lên trán hắn. Oanh! Phút chốc! Một cái bản đồ lập tức xuất hiện trong đầu Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên mới nói, đi. Dứt lời, hắn đã dẫn theo cổ ngự kiếm bay lên rồi biến mất nơi cuối chân trời. Trong đường hầm thời không, Diệp Huyên ngự kiếm không ngừng lên đường. Bởi vì có địa chỉ nên hắn trực tiếp khởi động khả năng đặc biệt của kiếm Thanh Huyên. Vậy thì, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Song đúng lúc này, cổ bỗng nói, có người. Diệp Huyên ngó cổ, sau đó đằng xa bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh hết sức khủng bố.
Đường hầm thời không ầm ầm vỡ vụn, Diệp Huyên và cổ đồng loạt xuất hiện trong một mảnh tinh không không biết tên. Mà cách đó không xa trước mặt họ đang đứng một người đàn ông trung niên. Diệp Huyên cau mày, ngươi là? Người đàn ông trung niên cười khẽ, pháp giới. Pháp giới. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu các ngươi không biết đạo sinh đã chết thì ta có thể nhắc nhở một chút. Đạo sinh đã bị xử lý ở hư vô chi địa rồi. Các ngươi biết không? Người đàn ông trung niên gật đầu. Diệp Huyên lại cau mày, các ngươi đã biết, vậy sao còn đến gây chuyện với ta? Người đàn ông trung niên liếc Diệp Huyên hỏi, ngươi cảm thấy đạo sinh lợi hại lắm hả? Diệp Huyên bực bội nói, được, đạo sinh không lợi hại. Vậy còn chủ nhân bút đại đạo thì sao? Lẽ nào, các ngươi không biết phân thân của y đã bị giết rồi à? Người đàn ông trung niên nghe vậy nhíu mày, ngươi bị bệnh hoang tưởng đó hả? Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào ông ta hỏi, ngươi không biết? Người đàn ông trung niên cười khẩy, phân thân của chủ nhân bị giết. Bị ngươi giết hả? Diệp Huyên lập tức thấy đau đầu. Hiển nhiên, pháp giới cũng không biết chủ nhân bút đại đạo từng xuất hiện và đã bị xử lý. Ông ta bỗng chỉ vào cổ nói, ngươi có biết cô bé là ai không? Diệp Huyên liếc cổ, lắc đầu. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, ta cũng không biết. Diệp Huyên nhìn ông ta bảo, nếu đầu óc ông có vấn đề thì mời đi khám đi được không? Người đàn ông trung niên cũng không tức giận, liếc cổ rồi nói, trên người cô bé có phong ấn đại đạo. Chứng tỏ cô bé là người bị chủ nhân nhốt. Mà ngươi lại dẫn cô bé chạy khắp nơi. Ông ta nói xong liếc Diệp Huyên, cười lạnh bảo, vua dựa dẫm, ngươi cho rằng có thể muốn làm gì thì làm thật hả? Diệp Huyên gật đầu, hễ ta có chút chí khí thì tin ta đi, đạo môn gì đó của các ngươi đã bị ta tiêu diệt rồi. À, người đàn ông trung niên cười khẩy, vua dựa dẫm, ngươi biết mình vô tri lắm không? Ngươi! Diệp Huyên bỗng ngắt lời ông ta, bỏ đi, đánh nào! Ta thật sự không muốn nói nhảm với ngươi nữa. Ta mệt lắm rồi. Hắn nói xong trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ. Vèo. Kiếm quang xé rách hư không, bổ tới. Đằng xa, sắc mặt người đàn ông trung niên tràn ngập lạnh lẽo, vung tay lên. Ầm. Một luồng sáng khủng bố chợt nổ tung. Thoáng chốc, tinh hà sôi trào rồi mai một. Xoẹt. Đúng lúc này, luồng sáng đó bỗng nhiên bị bổ ra. Ầm. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, người đàn ông trung niên kia lập tức bị đánh bay đến mấy ngàn trượng. Ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên ở đằng xa đã mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bỗng bay ra. Vèo. Thời không rách toạc, một thanh kiếm phá không lao tới. Giờ phút này, hắn trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực và lực lượng cổ thần. Người đàn ông trung niên thấy một kiếm khủng bố đó thì thoáng chốc biến sắc. Tay phải bấm ấn rồi nhấn mạnh về phía trước. Ầm. Một cái khiên ánh sáng khổng lồ chợt xuất hiện trước mặt ông ta. Xong, kiếm Thanh Huyên cũng bổ tới. Đùng. Cái khiên khổng lồ kia lập tức vỡ vụn, người đàn ông trung niên cũng bay ra mấy vạn trượng. Xong lần này, ông ta vừa dừng lại thì cơ thể đã nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Ông ta thấy vậy thì ngơ ngác. Diệp Huyên đằng xa cũng sửng sốt. Hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, rõ ràng cảm giác được sức mạnh của nó đã mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, cổ đang đứng cạnh chợt mở miệng, lực lượng cổ thần. Có nó thì sức mạnh kiếm kỹ ấy của ngươi cũng được tăng lên một mảnh lớn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhìn lực lượng cổ thần trên người. Phải công nhận là lúc này trong lòng hắn quả thật hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ lực lượng cổ thần lại mạnh như vậy. Đương nhiên. Diệp Huyên có thể đánh pháp tắc kia bị thương nặng chỉ với một kiếm còn có một lý do nữa, đó là kiếm Thanh Huyên. Thanh kiếm này trời sinh đã khắc pháp tắc, đằng xa, người đàn ông trung niên kia ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, gằn giọng nói, người thế mà lại tu luyện cấm thuật cổ. Cấm thuật cổ, Diệp Huyên cau mày, ý ngươi là gì? Ông ta giận dữ quát, ý gì? Lẽ nào ngươi không biết thứ mình tu luyện là cấm thuật cổ? Ngươi đúng là phát rồ mà. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cổ, cô bé nhún vai, gã nói cấm thuật cổ chính là phương pháp tu luyện thời cổ đại. Dù sao cũng đã thay đổi triều đại, trước đó, cách tu luyện ấy cũng không được chấp nhận nên cũng bình thường thôi. Diệp Huyên lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, ông ta còn định nói gì đó nhưng Diệp Huyên lại bỗng mở miệng,
ta không tu luyện cấm thuật cổ thì các ngươi sẽ không đến đánh ta à? Ông ta sửng sốt, Diệp Huyên cười, ngươi xem, ta có tu luyện hay không thì các ngươi cũng đến đánh ta. Một khi đã như vậy, ngươi còn để ý ta tu hay không tu làm gì? Vả lại, ông đây tu luyện cái gì còn cần ngươi quản hả? Cha ta còn chưa quản nữa là, ngươi tính thứ gì? Bấy giờ, bỗng có một luồng kiếm quang bổ xuống từ trên trời, trực tiếp bổ lên đầu Diệp Huyên. Đùng! Cơ thể Diệp Huyên run lên, cả người lập tức bị đốt cháy đen. Diệp Huyên sửng sốt. Đầu óc trống rỗng. Đối diện, người đàn ông trung niên kia cũng ngơ ngác. Tên đó bị sao vậy? Bị trời đánh à? Cổ ở bên cạnh lại ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Diệp Huyên lại không nhanh không chậm lấy ra một viên đan dược nuốt xuống rồi nói, cha, đừng keo kiệt như vậy. Lần sau, con. Vèo. Thời không chớp nứt ra, lại có một luồng kiếm quang bổ xuống. Song lần này nó không có bổ lên đầu Diệp Huyên, mà cách đầu hắn nửa tấc thì ngừng lại. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, cha, không có lần sau đâu đó. Kiếm quang khẽ run lên rồi biến mất. Sau khi nó biến mất, Diệp Huyên lập tức đen mặt. Mẹ nó! Ông cha này cũng hẹp hòi ghê. Chỉ biết bắt nạt con trai. Đúng là không có công lý mà. Bấy giờ, cổ đứng cạnh bỗng hỏi, người ra tay là? Diệp Huyên tức giận đáp, cha ta. Cổ liếc Diệp Huyên, vẻ mặt chợt trở nên quái dị. Tên này không những có muội muội mạnh đến thái quá, mà ông già cũng mạnh vậy luôn. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía người đàn ông trung niên ở đằng xa, ông ta gằn giọng nói, các ngươi chờ đó, chờ đó. Ông ta nói xong bèn xoay người chạy. Diệp Huyên mở tay ra. Vèo. Kiếm quang trực tiếp xuyên thủng trán người đàn ông trung niên, ông ta lập tức bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Diệp Huyên đi đến trước mặt ông ta nói, còn chờ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi đi chắc, có đang nằm mơ không vậy? Người đàn ông trung niên còn định nói gì đó, Diệp Huyên đã ngắt lời ông ta, kiếp sau nói đi. Hắn vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên đã run lên rồi hấp thu thần hồn của ông ta. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên đi, mở tay ra, pháp ấn và nhẫn chứa đồ của người đàn ông đã bay đến trong tay hắn. Bên trong có khoảng hơn 1.000 vạn pháp tinh. Diệp Huyên thấy con số ấy lập tức đen mặt. Những pháp tắc kia đúng là núi tiền di động mà. Diệp Huyên ngó pháp ấn trong tay, sau đó hỏi, tiểu bút, ta có thể hấp thu nó không? Bút đại đạo đáp, có thể, nhưng tốt nhất đừng làm vậy. Vì lực lượng pháp tắc kia cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cậu. Xong, nếu cậu đưa cho người bên cạnh, vậy họ có thể canh giữ trật tự một giới cho cậu. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi cất pháp ấn đi, sau đó bèn nhìn cổ nói, chúng ta đi thôi. Cổ gật đầu. Hai người trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ. Khoảng một lúc lâu sau, Diệp Huyên và cổ đã đến một mảnh tinh không, cách đó không xa trước mặt họ là một đống đổ nát rộng lớn. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đây là cổ thiên vực. Cổ lắc đầu, đằng sau đống đổ nát kia mới là cổ thiên vực. Diệp Huyên ngó cổ hỏi, nguy hiểm không? Cổ ngẫm nghĩ rồi đáp, có. Diệp Huyên lập tức trầm mặt, nguy hiểm như thế nào? Cổ nhìn đằng xa, khẽ nói, không biết, nhưng chúng ta hẳn là sắp biết rồi. Cô bé nói xong quay sang ngó Diệp Huyên, lát nữa, ta không thể ra tay. Nếu không sẽ đưa tới càng nhiều cao thủ khủng bố. Thế nên, Diệp Huyên nói tiếp, thế nên, cần phải dựa vào chính ta đúng không? Cổ gật đầu. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, thêm tiền. Cổ, thêm tiền. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên. Cổ khẽ cười, có thể. Diệp Huyên nhìn cổ, đưa bao nhiêu? Cổ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chắc chắn khiến ngươi vừa lòng. Diệp Huyên im lặng chốc lát rồi nói, đi. Nói rồi, hắn đưa cổ đi về vùng hư vô phía xa. Trên đường, Diệp Huyên hỏi, năm đó các ngươi và chủ nhân bút đại đạo đã từng đánh nhau. Cổ gật đầu. Diệp Huyên nói, là thời đại mà chủ nhân bút đại đạo tiêu diệt các ngươi. Cổ cười nói, xem như vậy đi. Diệp Huyên nhìn cổ, không nói gì thêm. Không lâu sau, hai người đi vào vùng hoang tàn kia, cổ nhìn đống phế tích trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Diệp Huyên nhìn các kiến trúc xung quanh,
các kiến trúc này đều được tạo thành từ nguyên liệu đặc biệt, vì vậy, có thể ngăn cản hoàn toàn sự ăn mòn theo thời gian. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên quay đầu nhìn Cổ, nơi này có nguy hiểm gì không? Cổ đang định nói thì ngay lúc này, mặt đất phía xa bỗng chuyển động. Diệp Huyên nhìn mặt đất chuyển động, vẻ mặt đề phòng. Rất nhanh sau đó, một ông lão gầy yếu chầm chầm bò lên từ dưới đất. Diệp Huyên nhìn Cổ, Cổ xua tay, không quen. Diệp Huyên chẳng biết nói gì. Lúc này, ánh mắt ông lão gầy yếu kia bỗng dừng trên người nhìn Diệp Huyên, ông ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không nói gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, xưng hô thế nào? Ông lão gầy yếu bỗng vung tay lên trước. Bù! Đột nhiên, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt ra, sau đó, một bàn tay lớn hư ảo bỗng vồ về phía hắn. Nhìn thấy ông lão gầy yếu trực tiếp ra tay, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lùng, không nói rông dài, hắn phóng lên trước, chém xuống một kiếm. Bù! Bàn tay khổng lồ hư ảo kia lập tức vỡ vụn. Kiếm dài đâm thẳng vào người, chém vào người ông lão gầy yếu. Nhìn thấy kiếm đến, ánh mắt ông lão gầy yếu bỗng có chút kinh ngạc, tay phải bỗng siết chặt thành quyền, sau đó đánh mạnh về trước. Ầm ầm. Một vùng kiếm quang bùng nổ, sau đó, ông lão gầy yếu lập tức lùi mạnh về sau cả nghìn trượng, mà khi ông ta vừa dừng lại, thì một kiếm lại đến. So với kiếm trước càng nhanh hơn. Ánh mắt ông lão gầy yếu kinh ngạc chuyển sang nghiêm trọng, tay phải ông ta mở ra, giơ ngang, vô số luồng sáng đen tuôn ra. Rầm rầm. Một vùng sáng đen bùng nổ, ông lão gầy yếu lập tức bị đẩy lùi liên tục. Ông lão gầy yếu vội nói, đợi đã. Mà lúc này, Diệp Huyên đã chém xuống một kiếm. Bù! Ông lão gầy yếu lập tức bị một kiếm này phân thi. Thần hồn bị tiêu diệt. Vẻ mặt Diệp Huyên vô tình, thu kiếm về, hắn quay đầu nhìn Cổ, đi thôi. Cổ nhìn Diệp Huyên, gật đầu, sau đó hai người tiếp tục đi vào trong. Rất nhanh sau đó, hai người đã đi sâu vào trong đống hoang tàn, ở nơi này, Diệp Huyên phát hiện, xung quanh đều là thi thể. Cổ nhìn những thi thể xung quanh kia, không nói gì. Ngay lúc này, trong đống hoang tàn, một bóng người chậm chậm bay ra. Bóng người khàn khàn lên tiếng, người xông vào, phải chết. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Kiếm quang đỏ máu xé rách xông qua. Bù! Ở phía xa, bóng người kia lập tức bị một luồng kiếm quang phá vỡ. Diệp Huyên thu kiếm về, huyết mạch toàn thân sôi sục. Hắn lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, còn ai nữa? Đạo lý. Nhân nghĩa. Dùng đức thu phục người. Không. Nhiều lúc, những thứ này cũng vô dụng thôi. Ở nơi như thế này, chỉ có thực lực mới có thể khiến những người này tôn trọng. Sau khi giết liên tiếp hai người, những hơi thở mập mờ xung quanh mới từ từ lui đi. Vẻ mặt Diệp Huyên vô tình, dẫn theo Cổ đi về phía xa. Lúc này, Cổ đột nhiên nói, nơi này, trước kia từng là một chiến trường. Diệp Huyên không nói gì. Cổ nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, hình như ngươi có chút tức giận. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, lập tức đi tìm thân xác của ngươi đi. Tìm được thân xác của ngươi, thì ngươi có thể khôi phục toàn bộ thực lực rồi. Cổ gật đầu, được. Hai người tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, hai người đã xuyên qua đống hoang tàn kia. Mà phía sau đống hoang tàn là một cung điện vô cùng rộng lớn. Điều khiến Diệp Huyên có chút kinh ngạc chính là cung điện này lại rất vẹn toàn. Diệp Huyên nhìn Cổ, Cổ cười nói, đây là Cổ Võ Điện. Năm đó vào thời cổ đại, đây là một tông môn cực kỳ hùng mạnh. Diệp Huyên nói, đi xem. Cổ gật đầu, được. Diệp Huyên và Cổ đi đến trước đại điện. Trước đại điện, có một bức tượng khổng lồ sừng sững, mà một người đàn ông trung niên. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn tinh không, khí thế mạnh mẽ. Cổ nhìn bức tượng, cười nói, võ không, là tiên tổ của Cổ Võ Điện. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong đại điện. Cổ nhìn bức tượng kia, khẽ cười, sau đó cũng đi theo. Ngay sau đó, hai người đã vào trong đại điện. Trong đại điện, trống rỗng như không. Diệp Huyên có chút thất vọng. Lúc này, Cổ bỗng lên tiếng, người muốn nhìn xem có thể tìm được bảo bối gì sao? Diệp Huyên gật đầu.
Cổ lắc đầu, không có đâu. Bởi vì năm đó sau trận chiến, cổ thiên vực căn bản đã bị cướp sạch rồi. Diệp Huyên nhíu mày, bị cướp sạch. Cổ gật đầu, các pháp tắc thiên đạo của đạo môn gì đó. Diệp Huyên ngây người. Cổ cười nói, có phải rất khó tin không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta từng gặp chủ nhân bút đại đạo, hắn có vẻ không phải là người tham lam tư lợi. Cổ khẽ cười nói, tuy là kẻ địch với hắn, nhưng không thể không thừa nhận, quả thực hắn không phải loại người này. Nhưng những thuộc hạ của hắn thì sao? Diệp Huyên im lặng. Cổ quay người chỉ về phía xa, sau đó nói, lúc trước chỗ đống hoang tàn kia, chính là do mấy tên đạo môn kia đổ sát. Tất thảy thời cổ đại, suýt nữa đều bị bọn họ giết sạch. Nhưng, lịch sử thời cổ đại, đã bị xóa sạch rồi. Người ở nơi khác, căn bản không thể biết được lịch sử thời cổ đại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói gì. Cổ nói tiếp, đương nhiên, đây cũng là chuyện thường tình. Thắng làm vua, thua làm giặc, là chuyện bình thường. Diệp Huyên nhìn cổ, chung quy ngươi cũng rất lạc quan. Cổ cười nói, không lạc quan thì có thể làm sao được nữa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, cổ bỗng nói, đợi đã. Diệp Huyên nhìn cổ cười nói, tặng ngươi một món quà lớn. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn trong điện, xòe tay, sau đó khẽ đè xuống. Thoáng chốc cả đại điện lập tức sôi sục. Diệp Huyên ngây người, hắn nhìn xung quanh, lúc này, quanh đó xuất hiện rất nhiều tàn ảnh. Diệp Huyên thấp giọng nói, đây là, cổ cười không nói. Ngay sau đó, một bóng người bỗng xuất hiện trong sân, bóng người dần dần ngưng tụ, không lâu sau, bóng người này đã hoàn toàn xuất hiện rõ, vẻ ngoài giống hệ với người đàn ông trung niên Võ Không ở bên ngoài điện kia. Sau khi Võ Không xuất hiện, ánh mắt ông ta có chút mơ hồ, nhưng dần dần cũng thanh tỉnh. Một lúc sau, Võ Không nhìn cổ, khi nhìn thấy cổ, ông ta bỗng sững sờ. Cổ cười nói, gặp lại nhau bằng cách này, có bất ngờ không? Võ Không khẽ gật đầu, rất bất ngờ. Cổ khẽ cười, sau đó chỉ vào Diệp Huyên ở bên cạnh, vị tiểu huynh đệ này không bình thường, hơn nữa, hắn sắp sửa muốn tu luyện thành cổ chiến thể, vì vậy, ta cảm thấy, hắn rất thích hợp tu luyện tuyệt kỹ kia của ngươi. Nghe vậy, Võ Không nhìn Diệp Huyên, ông ta quan sát Diệp Huyên, sau đó lại nhìn cổ khẽ gật đầu. Võ Không im lặng một lúc, sau đó nói, có thể. Nói rồi, ông ta xòe tay, một luồng sáng trắng bỗng phóng ra từ bàn tay ông ta, cuối cùng xuyên qua giữa trán Diệp Huyên. Thoáng chốc, trong đầu Diệp Huyên xuất hiện vô vàn thông tin. Một lúc sau, Diệp Huyên dần dần mở mắt sơ ra. Nguyên thần quyền. Võ Không nhìn Diệp Huyên, quyền này hùng mạnh nhất, cần phải sở hữu thân xác cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể thi triển được. Vì vậy, hiện tại ngươi không thể tu luyện, đợi sau khi ngươi tu luyện được cổ chiến thể, thì mới có thể tu luyện. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói rồi, hắn khẽ thi lễ, đa tạ tiền bối. Võ Không cười nói, duyên phận. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn cổ, sau đó nói, ta cũng chưa từng nghĩ, ngươi vẫn còn sống. Cổ cười, thế sự khó đoán. Võ Không khẽ đặt đầu, tiền bối bảo trọng. Nói xong, ông ta biến mất từng chút một. Tiền bối. Nghe vậy, Diệp Huyên bất giác liếc nhìn cổ cười nói, chúng ta đi được rồi. Nói xong, nàng ta quay người đi ra bên ngoài. Diệp Huyên vội đi theo. Trên đường, Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, hắn đã sụp đổ rồi sao? Cổ gật đầu, rất nhiều năm trước đã chết rồi. Vừa nãy chỉ là ta miên cưỡng cho hắn xuất hiện một lát. Diệp Huyên trầm giọng nói, quay ngược thời gian. Cổ lắc đầu, ta cố gắng lấy ấn ký sinh mệnh của hắn từ Quy Khư Chi Địa, đương nhiên, bây giờ hắn đã quay về rồi. Quy Khư Chi Địa. Diệp Huyên thấp giọng nói, có phải là nơi mà ấn ký sinh mệnh quay về sau khi người chết đi trong truyền thuyết không? Cổ gật đầu, đúng. Diệp Huyên nhìn cổ, người có thể lấy được ấn ký sinh mệnh từ Quy Khư Chi Địa. Cô cười nói, không thể. Nhưng ta có thể khiến ấn ký sinh mệnh của bọn họ có thể tạm thời ra ngoài chốc lát. Hơn nữa, cái giá cũng rất lớn. Ví dụ như vừa nãy, chỉ ra một lúc vậy thôi thì ấn ký sinh mệnh của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên không hiểu, tại sao?
Cổ cười nói, chỉ cần rời khỏi quy khư chi địa, ấn ký sinh mệnh của bọn họ sẽ bị thần tắc chí cao của đất trời xóa bỏ. Đương nhiên, người ngoài cũng có thể can thiệp, nhưng không có tác dụng, trừ phi ngươi đánh được chủ nhân bút đại đạo. Ta không đánh được, vì vậy ta không cứu được hắn. Diệp Huyên im lặng. Cổ liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, quy khư chi địa, nơi đó mới là điểm then chốt trọng tâm trật tự của chủ nhân bút đại đạo, nếu nơi đó bị sụp đổ, thì thế giới vũ trụ này mới hỗn loạn. Vì vậy, có muốn đưa muội ngươi đi dạo nơi đó không? Một kiếm chém xuống, thì trật tự vũ trụ này sẽ sụp đổ. Diệp Huyên nhìn cổ, rắc rối như vậy, ta dứt khoát để muội ta tiêu diệt vũ trụ này cho rồi. Nói xong, hắn đi về phía xa. Cổ khẽ cười, sau đó vội vàng đi theo, nàng ta đi đến bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nghiêm túc nói, có thể nói cho ta về muội ngươi không? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ngươi muốn biết gì? Cổ nói, nàng ta là nhân vật của chủ nhân bút đại đạo ở thời đại trước sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Cổ nhíu mày, vậy nàng ta là? Diệp Huyên nhìn cổ, cùng một thời đại với ta. Vẻ mặt cổ bỗng chốc trở nên kỳ quái. Diệp Huyên bỗng nói, cổ cô nương, sau khi thân xác ngươi phục hồi, thì chuẩn bị làm gì? Đi tìm chủ nhân bút đại đạo báo thù sao? Cổ lắc đầu, sau khi phục hồi thân xác, ta sẽ tìm một nơi ẩn cư, sau đó cứ trưởng thành bình thường thôi. Nói rồi, nàng ta lại thở dài, phải buông thả một thời gian mới được. Diệp Huyên, lớn lên một cách bình thường. Diệp Huyên nhìn cổ, ngươi không định báo thù sao? Cổ lạnh nhạt nói, báo thù, báo thế nào, lúc trước đã không đánh lại, bây giờ còn có thể đánh được hay sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cũng đúng. Cổ nói, sau khi khôi phục thân xác, chuyện ta cần làm là tìm một nơi ở ẩn, sau đó phát triển từ từ, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Diệp Huyên nhìn cổ, nói có lý. Cổ khẽ cười, sau đó nói, ngươi muốn thành lập một kiểu trật tự hoàn toàn mới sao? Diệp Huyên gật đầu. Cổ cười nói, vậy tức là ngươi muốn khiêu chiến với chủ nhân bút đại đạo rồi, ngươi chuẩn bị tâm lý chưa? Diệp Huyên gật đầu, có. Cổ nhìn thẳng Diệp Huyên, thứ cho ta nói thẳng, ngươi hiện tại, vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên bình tĩnh, sau lưng ta có người. Cổ im lặng một lúc, sau đó nàng ta giơ ngón cái, phục. Diệp Huyên nhìn về phía xa, sắp đến chưa? Cổ gật đầu, sắp rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chân bước nhanh hơn. Không lâu sau, Diệp Huyên và cổ đến trước một tòa nhà cổ cao đến nghìn trượng, xung quanh có từng sợi xích đỏ như máu quấn chặt. Ở trước tòa nhà cổ đó còn có hai bức tượng khổng lồ cao đến trăm trượng, hai bức tượng đều cầm búa chiến đấu, vô cùng hung hăng. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ, đừng nói với ta là thân xác ngươi ở trong tòa nhà cổ này. Cổ nhìn Diệp Huyên, là ở trong này. Hơn nữa, còn ở lầu cao nhất. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi cảm thấy ta tiến vào được không? Cổ chớp mắt nói, ngươi có thể thử xem. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hắn chỉ về hai bức tượng cách đó không xa, ta không đánh được bọn chúng, đúng chứ? Cổ gật đầu. Diệp Huyên nói tiếp, trong tòa nhà cổ, còn có thứ khác mạnh hơn, đúng không? Cổ lại gật đầu. Diệp Huyên xua tay, ta vô lực. Cổ thấp giọng thở dài, vẻ mặt buồn bã. Diệp Huyên nói tiếp, nếu ta có thể thì chắc chắn ta sẽ giúp, dù sao, ngươi cho ta cũng không ít thứ tốt. Nhưng, ngươi cũng thấy rồi đấy. Cổ bỗng nói, thêm tiền. Diệp Huyên trầm giọng nói, chuyện này không phải là chuyện tiền bạc. Cổ đột nhiên xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ cổ xưa chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn chứa đồ là vô số tinh thạch thần bí. Cổ nhìn Diệp Huyên, cổ tinh. Hơn trăm triệu miếng. Độ tinh khiết của nó gấp 10 lần pháp tinh của ngươi. Có được hơn trăm triệu cổ tinh này, trăm năm sau của ngươi cũng không cần lo về tài nguyên tu luyện nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta thừa nhận, tiền rất nhiều tác dụng nhưng tiền không phải là vạn năng, ta. Cổ đột nhiên lại xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên, 200 triệu. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, giữa bạn bè với nhau. Giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên thôi. Làm như thế này, nói rồi, hắn lập tức nhận lấy nhẫn chứa đồ có 200 triệu kia rồi nói, ta cố gắng hết sức. Cổ cười nói, được.
Diệp Huyên nhìn hai bức tượng phía xa kia, ta đánh trực diện với hai bức tượng này, một chút phần thắng cũng không có sao. Cổ nói, không có. Cảnh giới hai bức tượng này cao hơn ngươi, quan trọng nhất là, hai bức tượng này đều đã chinh chiến rất nhiều, ý thức chiến đấu cũng không phải ngươi hiện tại có thể so được. Diệp Huyên im lặng chốc lát rồi nói, không thể đấu võ, vậy chỉ có thể dùng trí thôi. Dùng trí. Cổ quay đầu nhìn Diệp Huyên, dùng trí thế nào? Diệp Huyên khẽ cười, hắn chậm rãi bước đi đến trước mặt hai bức tượng kia, sau đó mở lòng bàn tay, bút đại đạo xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu bút, bọn họ sẽ nể mặt ngươi chứ? Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, chắc là có. Diệp Huyên cười nói, ta tin ngươi. Nói rồi, hắn nhìn hai bức tượng kia, mà lúc này, hai bức tượng kia đột nhiên chậm chậm mở mắt. Diệp Huyên giơ bút đại đạo lên, người mình cả. Người mình. Kia bức tượng từ trên cao nhìn Diệp Huyên bên dưới, không nói gì. Diệp Huyên vội nói, tiểu bút, thể hiện chút đi. Bút đại đạo im lặng một lúc, đang định lên tiếng thì lúc này, bức tượng bên trái lại mở lời, có đạo chỉ không? Đạo chỉ. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu chặt mày, hắn nhìn bút đại đạo không phản ứng gì. Diệp Huyên chợt nói, tiểu bút, chủ nhân ngươi lúc trước viết đạo chỉ là viết thế nào? Bút đại đạo thấp giọng nói, ngươi muốn giả mạo chủ nhân ta viết đạo chỉ sao? Diệp Huyên gật đầu. Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, đạo chỉ chính là do người dùng ta mà viết ra. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó vội nói, vậy ngươi trực tiếp viết một bức đi. Bút đại đạo do dự sau đó nói, giả mạo chủ nhân viết đạo chỉ, là tội lớn. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi đi với ta, sợ cái gì chứ? Bút đại đạo vẫn có chút chần chừ. Rõ ràng, nó cũng có chút e dè. Diệp Huyên thản nhiên nói, nếu là người khác, chủ nhân ngươi có thể sẽ trách phạt, nhưng nếu là ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ trách phạt không? Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói rồi, làm đi. Nói rồi nó lập tức đi vào trong tháp nhỏ. Một lúc sau, một cuộn giấy màu vàng từ trong thân thể Diệp Huyên chậm chậm bay ra, bên trên chỉ có hai chữ cho qua. Đạo chỉ. Bức tượng bên trái đột nhiên xòe tay, cuộn giấy vàng kia rơi vào trong tay hắn ta. Hắn ta nhìn một lúc, sau đó khẽ dùng lực. Thoáng chốc, cuộn giấy vàng bùng nổ sức mạnh vận mệnh rực rỡ. Thấy vậy, bức tượng kia lập tức lùi về sau, nhường đường. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng. Đúng thật là có tác dụng. Cổ cũng có chút bất ngờ nhìn Diệp Huyên, nàng ta cũng không ngờ, Diệp Huyên sẽ dùng cách lừa bịp này, hơn nữa còn lừa thành công. Diệp Huyên nhìn cổ, đi thôi. Nói xong, hắn đưa cổ lập tức đi vào trong tòa nhà cổ xưa kia. Vừa tiến vào, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng thay đổi. Trong này vô cùng âm u, gió lạnh thổi xung quanh thấu cả xương, ngay cả hắn cũng cảm thấy toàn bộ xương cốt tê dần. Không những vậy, điều đáng sợ nhất là, hắn còn cảm nhận được thân xác mình đang biến mất từng chút một. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ khẽ nói, đây là âm hàn thần phong trong truyền thuyết, đừng nói là thân xác ngươi hiện tại. Mà cho dù ngươi tu luyện ra được cổ chiến thể thì cũng không chống chịu được sự ăn mòn của loại gió này. Diệp Huyên nhìn thân xác mình đang dần biến mất, sau đó nói, ta có thể kiên trì được bao lâu? Cổ thấp giọng nói, nhiều nhất là 15 phút. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng trùng xuống, vậy tiếp theo đây, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi thôi. Cổ cười nói, không cần. Nói rồi, nàng ta xòe tay. Một ngọn lửa bỗng xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, sau khi ngọn lửa kia xuất hiện, Diệp Huyên phát hiện, âm hàn thần phong xung quanh hắn lại mau chóng biến mất. Diệp Huyên nhìn cổ cười nói, đây là thiên hỏa, loại lửa đứng đầu thời cổ đại, không có gì là không đốt được, có thể nói là khắc tinh của âm hàn thần phong này. Diệp Huyên chần chừ chốc lát rồi nói, thực không dám giấu, từ nhỏ thể chất ta đã yếu rồi, không chịu được gió lạnh, lửa này của ngươi. Cổ chớp mắt, có phải là muốn không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không có ý này. Ta. Cổ cười nói, đợi khi ta có được thân xác ta, thì lửa này sẽ cho ngươi. Diệp Huyên chân thành nói gì vậy chứ? Bạn bè với nhau, vốn là nên đôi bên giúp đỡ, đối xử chân thành, nói đến tiền làm gì, dung tục. Cổ chớp mắt, đừng nói nữa,
ta còn có hơi thích dáng vẻ nghiêm túc nhưng lại nói lời trái lương tâm của ngươi đấy. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, cổ cười nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi lên lầu. Rất nhanh sau đó, hai người đã đến lầu 2, vừa đến lầu 2, Diệp Huyên đã ngây người, trên lầu 2 cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, tóc dài để xõa, giữa trán có một nốt ruồi lớn màu đen. Có người. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ, cổ cười nói, bị nhốt. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, đang định lên tiếng hỏi thì ngay lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên mở bừng mắt, khi nhìn thấy Diệp Huyên và cổ, ông ta lập tức sững sờ, sau đó, ông ta run giọng nói, các ngươi, không phải bị nhốt vào đây. Diệp Huyên cười nói, không phải. Người đàn ông trung niên vội đứng dậy, ông ta bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, kích động nói, tiểu hữu xưng hô thế nào. Diệp Huyên nói, Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên kính cẩn thi lễ, Diệp công tử, tại hạ Đường Xuyên, gọi là Đường Đế. Đường Đế. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, sau đó nói, ông có chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Huyên, sau đó cảm thán nói, Diệp công tử tuổi tuy còn trẻ, nhưng khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Diệp Huyên thấp giọng nói chuyện chính đi. Đường Xuyên chần chừ rồi nói, thực không dám giấu, ta đã bị nhốt ở đâu trăm vạn năm rồi, mong Diệp công tử ra tay cứu giúp. Trăm vạn năm. Mí mắt Diệp Huyên khẽ giật. Mẹ nó. Người này bị nhốt ở đây 100 vạn năm. Lúc này, cổ bỗng cười nói, đi thôi. Diệp Huyên nhìn cổ, cổ cười nói, người bị nhốt ở đâu, đều là loài người, kể cả vị trước mặt ngươi đây, vị này năm đó đã tự mình tiêu diệt mấy vạn vũ trụ. Hắn không phải Đường Đế, mà là Táng Đế. Táng Đế. Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên thì nhìn cổ, ngươi là ai? Cổ cười nói, ta là người ở trên lầu cao nhất. Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông lập tức thay đổi, vội lùi xuống, chết tiệt, ngươi. Cổ cười nói, vị Diệp công tử này là do ta dùng giá rất cao mời đến, ngươi không bỏ tiền mà muốn hưởng không, vậy không được đâu. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Mà ngay lúc này, Táng Đế kia đột nhiên nói, Diệp công tử, đợi đã. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay người nhìn Táng Đế do dự, sau đó nói, Diệp công tử, mấy năm nay, ta cũng có chút tích góp, mong Diệp công tử vui lòng nhận cho. Nói rồi, hắn xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Trong nhẫn chứa đồ có 100 triệu cổ tinh, 100 triệu. Diệp Huyên bỗng chốc có chút động lòng, nhưng hắn không nói gì. Thấy Diệp Huyên không nói gì, người đàn ông trung niên do dự chốc lát rồi nói, ta còn có một vật. Nói rồi, ông ta mở lòng bàn tay, một cái gương đỏ như máu xuất hiện trong tay ông ta. Khi cái gương này vừa xuất hiện, máu huyết khắp người Diệp Huyên đều sôi sục. Diệp Huyên kinh sợ trong lòng. Lúc này, Kiếm Linh đã lâu không lên tiếng bỗng nói, gương này có thể nâng cao huyết mạch. Mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn nhìn Táng Đế cứu ông, đồng nghĩa sẽ thành kẻ địch với chủ nhân bút đại đạo, về nhân quả này. Nói rồi, hắn thấp giọng thở dài, tiền bối, ta không gánh nổi, là chủ nhân bút đại đạo đấy, sao ta dám trở thành kẻ địch với hắn chứ, ta. Táng Đế bỗng nói, ta có thể thêm tiền. Diệp Huyên lập tức dừng lại, ông nói tiếp đi. Táng Đế. Thêm tiền. Không thể không nói, Diệp Huyên vẫn rất cố chấp với tiền. Đương nhiên, hắn cũng phải có nguyên tắc. Đầu tiên, tu luyện rất tốn tiền. Chuyện này thì hắn hiểu rất rõ. Tiếp đó, hắn muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới, muốn bồi dưỡng một nhóm cao thủ, mà chuyện cũng rất rất tốn kém. Còn có một điểm nữa, chính là, hắn phải kiếm đủ tiền cho Tần Quan. Nếu Tần Quan có tiền thì thật sự có thể nghịch thiên rồi. Đối với con đường khoa học kỹ thuật của Tần Quan, hắn cũng rất ủng hộ và tán dương. Mà loại khoa học kỹ thuật này, quả thực rất đốt tiền. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Táng Đế do dự chốc lát sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, 150 triệu cổ tinh, toàn bộ tài sản của ta. Diệp Huyên nhận lấy hai chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó nhìn cái gương trong tay Táng Đế kia. Táng Đế chần chừ rồi đưa cho Diệp Huyên.
Diệp Huyên nhận lấy rồi nói, tiền bối, ta phải làm sao để cứu ông? Táng đế vội chỉ vào giữa trán mình, chỗ này của ta có phong ấn, giúp ta giải trừ phong ấn này thì ta có thể rời đi. Nói rồi, giữa trán ông ta đột nhiên xuất hiện một phù văn thần bí. Diệp Huyên nhìn phù văn kia, sau đó nói, tiền bối là cảnh giới gì? Táng đế ngây người, sau đó nói, cổ đạo cảnh. Cổ đạo cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn cổ khẽ cười, sau đó nói, cổ đạo cảnh, là cảnh giới thời cổ đại. Cảnh giới này, không phải do chủ nhân bút đại đạo quy định, vì vậy, không nằm trong hệ thống cảnh giới do chủ nhân bút đại đạo quy định. Diệp Huyên trầm giọng nói, hai loại hệ thống cảnh giới. Cổ gật đầu, có thể nói như vậy. Nói rồi, nàng ta khẽ cười, đương nhiên, đại đạo khác đường cùng đích. Tu luyện cảnh giới gì, thì mục đích cuối cùng cũng đều như nhau. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi, hắn nhìn Táng Đế. Táng đế lập tức có phần căng thẳng, đương nhiên, lại càng mong chờ nhiều hơn. Ông ta thực sự đang đánh cược. Cược Diệp Huyên có thể cứu ông ta. Còn về lý do, thì chẳng có lý do gì cả, Diệp Huyên có thể xuất hiện ở đây, có nghĩa là, Diệp Huyên là cơ hội duy nhất lúc này của ông ta. Ông ta không thể không cược. Diệp Huyên nhìn phù văn thần bí giữa trán Táng đế, hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, ta biết. Mặt mũi ta không đủ dùng, vậy thì, nể mặt muội muội ta đi. Nghe vậy, vẻ mặt Táng đế lập tức trùng xuống. Xong rồi. Cược thua rồi. Đây là suy nghĩ lúc này của ông ta. Mà ngay lúc này, phù văn thần bí giữa trán ông ta đột nhiên chuyển động, sau đó, phù văn thần bí kia lập tức biến mất. Táng đế sững sờ. Cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, được rồi. Táng đế nhìn Diệp Huyên sâu xa, sau đó nói, Diệp công tử, người không đơn giản chút nào. Diệp Huyên cười nói, tiền bối không hối hận đấy chứ. Táng đế lắc đầu, một lời của ngươi, đã có thể khiến phong ấn chủ nhân bút đại đạo biến mất, ta nào lại dám bất kính với ngươi. Nói rồi, ông ta ôm quyền, Diệp công tử, sau này gặp lại. Nói xong. Ông ta lập tức biến mất khỏi sân. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ cười nói, chúc mừng, ngươi lại kiếm được một khoản tiền. Diệp Huyên cười nói, tòa nhà cổ này, tổng cộng nhốt mấy người. Cổ ngẫm nghĩ, sau đó nói, cộng thêm cả ta, thì tất có bốn người. Bốn người. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chúng ta lên lầu đi. Hai người đi lên lầu. Sau khi lên đến lầu, Diệp Huyên nhìn thấy một ông lão. Ông lão tóc bạc trắng, ngồi xếp bằng dưới đất, tựa như tăng ni ngồi thiền. Diệp Huyên nhìn cổ cười nói, Đạo Tuyệt là người sáng lập thiền tông thời cổ đại trước kia. Lúc này, Đạo Tuyệt kia chậm chậm mở mắt, ánh mắt ông ta nhìn thẳng Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta lập tức nhíu mày. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Đạo Tuyệt cũng không nói gì. Diệp Huyên bỗng quay đầu nhìn cổ, chúng ta đi thôi. Hắn mới không thèm mở lời trước. Dù sao người bị nhốt cũng chẳng phải Diệp Huyên hắn. Nhìn thấy Diệp Huyên và cổ muốn rời đi, Đạo Tuyệt sững người, sau đó vội nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyên quay người nhìn Đạo Tuyệt, cười nói, có chuyện. Đạo Tuyệt trầm giọng nói, vừa tiểu huynh đệ đã cứu được Táng đế kia rồi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối biết à. Đạo Tuyệt thấp giọng thở dài, sau đó nói, biết. Chỉ là, ta không có tiền. Không có tiền. Diệp Huyên im lặng. Đạo Tuyệt nhìn Diệp Huyên, tiểu huynh đệ, không biết ân tình của ta có đáng giá hay không. Diệp Huyên nhìn Đạo Tuyệt, kẻ địch của ta có thể là chủ nhân bút đại đạo. Sau khi ông ra ngoài, nếu ta và chủ nhân bút đại đạo chiến đấu, ông có dám giúp không? Vẻ mặt Đạo Tuyệt cứng đờ. Diệp Huyên cười nói, rõ ràng, ông không dám. Vì vậy... Ông đưa chút lợi ích gì thực tế chút đi. Đạo Tuyệt im lặng một lúc, sau đó ông ta xòe tay, một cái đỉnh nhỏ hư ảo xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta nhìn Diệp Huyên, đây là đạo đỉnh, sở hữu thần lực tối cao. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ, hắn biết, cổ rất biết coi đồ, phải hỏi xem ý của nàng ta. Cổ nhìn đạo đỉnh này, sau đó nói, là giả. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, Đại Tuyệt kia nheo mắt, ông ta nhìn cổ. Ngươi là ai?
Cổ cười nói, ông quan tâm ta là ai làm gì? Đạo Tuyệt nhìn cô chằm chằm, cổ lại không hề để ý, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người này tâm không thành thật, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người đi lên lầu trên. Thấy vậy, sắc mặt Đạo Tuyệt kia lập tức thay đổi, ông ta vội nói, đợi đã. Mà Diệp Huyên lại không hề dừng bước. Ngay sau đó, Diệp Huyên và cổ đã biến mất chỗ cầu thang. Thấy vậy, sắc mặt Đạo Tuyệt bỗng chốc trở nên khó nhìn. Vừa nãy ông ta là muốn lừa Diệp Huyên chút, nhưng ông ta lại không ngờ, cô gái nhỏ bên cạnh Diệp Huyên vừa liếc mắt đã nhìn ra đạo đỉnh của ông ta là đồ giả rồi. Xong rồi. Cơ hội duy nhất đi thoát ra mất rồi. Lúc này, Đạo Tuyệt hối hận không thôi. Đạo đỉnh rất chân quý, nhưng, so với tự do thì có là cái gì chứ? Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Diệp Huyên và cổ lại đi lên lầu trên. Trên lầu, có một cô gái ngồi xếp bằng, cô gái mặc trang phục trắng thuần, lúc này đang đọc sách. Nhìn thấy Diệp Huyên và cổ đi lên, nàng ta bỏ sách trong tay xuống, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta khẽ nhếch miệng, nụ cười này quả thực khuynh đảo chúng sinh, Diệp Huyên bỗng chốc ngẩn ngơ. Sau đó, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, kiếm ý mạnh mẽ bỗng tuôn ra từ trong thân thể hắn. Kiếm ý nhân gian. Sau khi kiếm ý nhân gian xuất hiện, đầu hắn lập tức tỉnh táo hơn không ít. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn cô gái, ảo thuật. Cô gái váy trắng cười nói, không phải. Diệp Huyên vẫn muốn nói gì đó thì cổ ở bên cạnh bỗng nói, không phải ảo thuật. Là thể chất của nàng ta. Thể chất của nàng ta là mỹ linh thể trong truyền thuyết, trời sinh có thể mê hoặc người khác. Nếu vừa nãy nàng ta có ý định mê hoặc ngươi, thì e rằng ngươi là kiếm tu cũng không thể chống cự nổi. Mỹ linh thể. Nghe thấy lời của cô gái váy trắng bất giác liếc nhìn nàng ta, thì ra các hạ mới là cao nhân. Cổ khẽ cười, không nói gì. Cô gái váy trắng rời tầm mắt, sau đó nhìn Diệp Huyên, nếu công tử chịu ra tay cứu giúp, ta nhất định sẽ đền đáp hậu hĩnh. Diệp Huyên nhìn đôi mắt cô gái váy trắng, vừa nhìn, tâm can hắn bỗng nhảy dựng, đôi mắt này giống như tinh không mênh mông vậy, như thể ngay cả linh hồn cũng có thể bị hút vào. Đúng là báu vật. Diệp Huyên vội rời tầm mắt, tập trung bình tĩnh. Thấy Diệp Huyên lại có thể kháng cự được yêu linh thể của mình, ánh mắt cô gái váy trắng có chút kinh ngạc, nàng ta quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, định lực công tử rất tốt. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên, ta là người đoan chính. Cô gái váy trắng sững sờ, sau đó lắc đầu khẽ cười, Diệp công tử, ta muốn ra ngoài, vì vậy, muốn thương lượng điều kiện với ngươi. Diệp Huyên lập tức tiếp lời, người có thể cho ta gì? Cô gái váy trắng ngẫm nghĩ, sau đó xòe tay, một cuốn sách cổ dày nằm trong tay nàng ta, Âm Dương Kinh. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm giọng nói, công pháp song tu. Cô gái váy trắng gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tu luyện pháp này, đối với nam nữ đều có lợi rất nhiều, hơn nữa, tu luyện theo pháp này, còn có thể tu luyện được âm dương chi lực. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ. Cổ khẽ gật đầu, công pháp này quả thực khá tốt, chỉ sau cổ đạo kinh ta cho ngươi. Cổ đạo kinh. Nghe vậy, ánh mắt cô gái váy trắng thay đổi, nàng ta kinh sợ nhìn cổ, ngươi là. Cổ khẽ cười, không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ, ở thời cổ đại, có phải ngươi rất nổi tiếng không? Cổ gật đầu, xem là vậy đi. Lúc này, cô gái váy trắng lùi về sau hai bước. Sau đó kính cẩn thi lễ, thì ra là tiền bối. Cổ khẽ cười, sau đó nhìn Diệp Huyên, pháp này cũng được, nếu ngươi có cô gái trong lòng rồi, có thể cùng tu luyện, một khi tu luyện được âm dương chi lực, thì vô cùng ảo diệu. Nói rồi, nàng ta khẽ cười có chút thâm ý. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái váy trắng, còn có gì khác không? Cô gái váy trắng cười khổ, công tử, ta không có tiền tài gì cả. Diệp Huyên cười nói, được thôi. Nói rồi, hắn nhận lấy Âm Dương Kinh, sau đó nói, giúp ngươi phá giải được phong ấn là được đúng không? Cô gái váy trắng gật đầu, sau đó, giữa trán nàng ta xuất hiện một phù văn thần bí. Diệp Huyên lấy kiếm Thanh Huyên, mà khi hắn vừa lấy ra kiếm Thanh Huyên, phù văn thần bí giữa trán cô gái váy trắng lập tức đã biến mất không thấy dấu. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức sững sờ, tên này sao lại hiểu chuyện rồi à? Cô gái váy trắng cũng ngây người, ngẩn ngơ một lúc, nàng ta nhìn Diệp Huyên sâu xa,
sau đó khẽ thi lễ, đa tạ công tử cứu giúp. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, cười nói, sau khi ngươi đi ra ngoài, đã có nơi để đi chưa? Cô gái váy trắng gật đầu, có. Nghe vậy, Diệp Huyên không biết nói gì. Không thể mời gọi rồi. Diệp Huyên thu hồi tâm tư, cười nói, cô nương, sau này gặp lại. Nói xong, hắn và cổ quay người rời đi. Mà lúc này, cô gái váy trắng bỗng cười nói, công tử, sau khi ta làm xong chuyện, không có nơi nào để đi, chẳng biết công tử có thể chỉ bảo cho một con đường không? Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, thư viện Quan Huyên. Cô gái váy trắng cười nói, đa tạ. Nói xong, nàng ta quay người biến mất. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó đưa cổ lên đến lầu cuối cùng. Mà khi vừa đến lầu cuối cùng, một âm thanh bỗng vang lên bên cạnh, người biết người ngươi phải cứu là ai không? Nghe vậy, Diệp Huyên sững sờ. Lúc này, Bút Đại Đạo bỗng run giọng, chủ nhân. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Huyên đứng chết chân tại chỗ. Không chỉ có Diệp Huyên, cổ ở bên cạnh cũng lập tức nheo mắt lại, vẻ mặt nặng nề chưa từng thấy. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa, ở đó có một bóng người đang lơ lửng. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Huyên nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Cảm giác mà chủ nhân Bút Đại Đạo mang lại cho hắn là sự thâm sâu khó lường, giống như vũ trụ rộng lớn và vô tận. Sao tên này lại đột nhiên xuất hiện thế này? Diệp Huyên thầm giật mình. Lúc này chủ nhân Bút Đại Đạo bỗng lên tiếng, nói chuyện chút. Nói chuyện chút. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói chuyện gì? Chủ nhân Bút Đại Đạo mỉm cười, nói gì cũng được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Hắn nói xong thì bước đến trước mặt chủ nhân Bút Đại Đạo và ngồi xuống gần đó, dù sao vẫn phải nể mặt chủ nhân Bút Đại Đạo. Cổ liếc nhìn Diệp Huyên và không nói gì. Chủ nhân Bút Đại Đạo bỗng nhìn sang cổ, ngươi cũng không cần căng thẳng, nếu ta muốn giết ngươi thì năm xưa đã giết ngươi rồi. Cổ mỉm cười, nói ta không căng thẳng. Nàng ta nói xong thì cũng ngồi xuống sát bên cạnh Diệp Huyên. Chủ nhân Bút Đại Đạo mỉm cười, nói, ngươi có biết người đang ngồi bên cạnh mình là ai không? Diệp Huyên nhìn cổ rồi lắc đầu. Chủ nhân Bút Đại Đạo mỉm cười, ngươi không biết nàng ta là ai nhưng nàng ta cho ngươi lợi ích nên ngươi đã cứu nàng ta sao? Diệp Huyên im lặng. Chủ nhân Bút Đại Đạo lắc đầu, cười, ta biết ngươi muốn xây dựng một trật tự hoàn toàn mới, muốn thay đổi vũ trụ này không phải chuyện hứng khởi nhất thời, nhưng những gì ngươi làm đều khiến ta cảm thấy ngươi chưa được chín chắn, không đúng, nói nghiêm túc hơn thì là quá trẻ con. Diệp Huyên nghe vậy thì hơi chau mày. Chủ nhân Bút Đại Đạo bỗng mỉm cười, nói, người bên cạnh ngươi tên thật là Cổ, nhưng chuyện ngươi không biết là nàng ta chính là người xây dựng nên trật tự thời thượng cổ. Mà ngươi có biết trật tự thời cổ nó thế nào không? Để ta nói cho ngươi biết, trật tự thời đó là kẻ mạnh làm vua, tôn thờ luật rừng, trật tự thời đó chính là trật tự của một mình cô nương cổ đây, nàng ta thống trị tất cả, bóc lột tất cả. Không chỉ có vậy, bản thân nàng ta cũng từng suýt chút hiến tế tất cả sinh linh của thời cổ đại. Ông ta vừa nói vừa lắc đầu cười, nhất định là nàng ta chưa nói cho ngươi biết những chuyện này. Suýt chút hiến tế cả thời đại. Diệp Huyên liền giật mình, ngoảnh đầu nhìn sang cổ, nàng ta đáng sợ vậy sao? Cổ bình thản, trông cứ như một cô gái ngoan ngoãn. Chủ nhân Bút Đại Đạo tiếp tục nói, có biết tại sao ta không giết nàng ta không? Vì nếu chỉ giết nàng ta thì thật quá hời cho nàng ta. Ta nhốt nàng ta là để trừng phạt. Cổ bỗng mỉm cười. Nói, nếu không phải vì năm xưa ông muốn giết ta thì sao ta lại làm ra chuyện đó? Ta tự bảo vệ mình có gì sai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 233.